chị đi nên kéo lại cho chị thử đi đi lại đơn không? Thì nhắn lại cho chị đi thử đi lại đơn không? Tấm lộn cái vô bắn cái vai cô Hiền á, cô láo không thấy ai coi lai gì hết. Ở kia thấy phát thông báo ấy không? Hai ba cái luôn á, mà không biết chuyện ở đâu. Còn cái đầu tát ra cái thấy cái trán xanh bay dễ sợ. Dồi chứ giống chị. Nói ngọt như mấy người mà nó chẳng chẳng đồng làm gì hết. Hello cả nhà nha. Hay nha, chị nào thấy bắt đầu tương tác với chị em rồi nha. Ê, cái này là gì ông Tịnh không kêu thôi, ai là người cắt cái này ra? Đó, ai cắt? Có, tôi mà tôi cam ra đó nghe. Thích cam bé. Còn cái kéo rong đi rồi, không cái kéo nhỏ. Không biết. Chết cam đi, coi ai cắt. Chết cam. Đồ chết cam được cái giờ mô nữa. Chết biết không bây giờ ra. Tình Ngô cầu cái kéo vào trong đi để khách không hàng. Không phải cột đâu. Móc đi nè cha. Cột cái này. Hồi xưa thấy cột kéo cột xong rồi anh móc nó đó. Cột xong rồi móc nữa. Không, nó bữa tê là thấy móc đi đâu. Thấy còn cái rồi. Không có lấy. Tôi biết thủ phạm rồi. Tất cả này ta tức. Ông xung em còn ít nha. Rồi chị nào thấy bắt đầu tương tác với chị em mình nha. Nha quá, em đi lấy bọn lại. Thôi cho em cái kéo nhỏ vô đi. Hello nha, chị nào thấy bắt đầu tương tác nha. Mỗi chị em mình vô xem like cho em xin một vài nút chia sẻ nhé. Về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm nha. Sao sao sao. Sao kiếm tiền đi du hí nè. Chị đưa cái kéo nhỏ vô cho em đi chị. Nhỏ đi tìm mới hôm trước á, mới cắt hàng mới hôm trước á. Biết thủ phạm rồi đó. Không, nhưng mà chị cắt ra đó. Đảm bảo luôn, nhìn ok chứ chị em mình nguyên lên luôn nha. Chị đầy đủ size nhé, quần đang mang đầy đủ size, đầy đủ size số. Rồi cho Quân lên cái này. Chị này gọi rất nhiều lần không nghe máy, có một đơn cũng như thế này nữa nè. Thì hình vô trong phương vi coi cái chị này chị có trả lời không. Yến Ngọc Nguyễn này cả hai đơn này. Phương Vi á, vô Phương Vi á. Rồi lên cho nguyên con này nha. Xả cái này trước. Nói chung là trưa nay quá là nhiều hàng sale. Lên nhá, tương tác với chị em mình nhá. Cái đầu tiên cho lên mã này là mã tặng kính bé luôn dùng nguyên nhá. Cái này đang sale lên mã tặng kính bé 9K luôn. Tặng kính bé kính bơi chị em mình nè. Cái này kính bơi nhá, lên mã tặng 9K luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã. Comment mã 9K luôn dùng nguyên là được nhá chị em mình ơi. Chốt cho nguyên mã này là mã 9K nhá. Rồi chip này em sẽ chia đôi. Chip này em sẽ chia đôi nha. Lên luôn dùng mã chip. Kính bé chị Yến Trần. Kính bé chị Yến Trần 9K. Rồi lên cho nguyên mã chip luôn dùng nguyên nhá. Không thấy trả lời. Không thấy trả lời có đọc tin không? Không. Không đọc tin không trả lời luôn đúng không? Hai đơn luôn đó. Cái này có hai mã luôn. Rồi nha, lên mã tặng chip 49K 5 con luôn.
49k 5 con nhé, lên chip luôn dùng là ok nha. Chip giảng vô tư luôn, chị nào mông to cỡ nào cũng mang được cái này hết. Nhà trong lên mã này có lộn vô một cái hai cái mã khác nhé. Nhưng mà em đi luôn trẻ mình là 49k 5 con, chip này dần chip kháng khuẩn nhé. 49k 5 con hàng này khách bom. Nha, lên mã chip 49k luôn dùng là ok, chị nào đi hẳn hai đơn nhé. Khu phố An Hà Nam. Về từ ngày hôm trước ấy, nhưng mà Nguyên chưa xả ra vì thấy hai đơn không biết là có vấn đề gì không. Gọi điện thì không được mà nhắn tin cũng không thấy trả lời. Chị Yến Ngọc Nguyễn. Hai đơn như nhau, hai đơn hòn về luôn. Mà không hiểu vì lý do gì luôn. Tiền hàng luôn dùng em. Toàn thung thái đẹp hết trơn ấy. Này. Bỏ công người ta like, người ta chốt đơn, người ta xếp gọn gàng. Đi vô tới nơi xả. Không nghe máy. Không nghe máy hòn về hai đơn liên tục. Yến Ngọc Nguyễn. Này. Lên cho Nguyên nhé, con này đang hot nè. Con này hàng đang hot nè, em sale trẻ mình con này luôn. Chốt mã này là mã 65k luôn, lên mã cổ 65 luôn dùng là ok nhé. Uống chín chút đi chú Yến. Chip 49 kìa. Chip 49k chút đi. Chị Bích Nga Hồ. Chị chốt cho khách chia sẻ nha. Ừ. Lên cho khách chia sẻ thôi nha. Rồi lên con này áo size S. Sai trẻ mà 50 độ về chị em cho ok thế. Nè. Con này kiểm tra ai chia sẻ là kiểm tra được nè. Cái này cũng được. Lấy cái này cũng được. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên con này. Chốt mã chip luôn. À quên lộn, cổ cho chị Yến Trần này. Cổ chị Yến Trần này. Cổ chị Yến Trần này. 65k cổ chị Yến Trần. Trang váy còn ít chị ơi, trang váy còn ít. Rồi cho nguyên con này. Thái nè, Thái Như Nguyên đang mang nè, 50k luôn. 50k con này luôn nhá, lên mã Thái Cam. Kính bé hết rồi, chở cái này hàng bom cho em hết mã nó rồi. Em hết từ bữa giờ rồi. Cổ em hết nha. Lên luôn dùng nguyên cái mã này là mã Thái luôn dùng nguyên là ok nhá, 50k Thái. Chị nào lấy Thái 50 chút Thái 50 luôn dùng nguyên là ok nhá. Hết kính rồi nha. Cổ em hết rồi, Thái con này em đi chị em 39 con này quá đẹp luôn. 39k nách xanh luôn, size 62 độ về là chú ok nhá. Cổ em hết rồi nha. Lên cho nguyên mã này là mã nách xanh. Thằng 39k nhá. 39k nách xanh luôn, chị nào lấy nách xanh luôn dùng là được. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Thái Cam trường Nguyễn Minh Tâm kìa, Nguyễn Minh Tâm. Hình chốt đi, Hình có Thái nhảy không? Đây nè, Hình đổi cái máy đi. Cái máy này Hình thấy được nhảy comment nè. Nhảy comment và thấy được ai đã chia sẻ nè. Nè 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 nè. Nè, cầm cái máy này nè. Chốt đi. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Đọc ai chốt thì Hiền đọc lên cho khách biết là có cái gì size 52 độ về chốt ok. Con này 52 ký độ về là cho mang ok nhé. Còn chân váy không em nhận hàng về đẹp lắm à. Nó còn lẻ tẻ còn mấy cái xíu hôm nay sale sau nhé. Comment mã quần tặng 39k luôn, size 52 con này chắc đuổi sức đẹp lắm, con này đẹp. Nguyên nói là những cái gì đẹp mà tranh thủ mà phát đi. Vì không mấy khi hàng lẻ ra nguyên sale á. Chứ không mà là hàng có thường xuyên. Con này đi hôm nãy mới đọc xong bao nhiêu tiền. Đến tâm là hà, vừa nét xanh vừa nét cam à. 39k nhé. Cam nó không phải là nách. Cam nó là thun thái mà. Quần 39.000 nè. Chị nào lấy quần 39 chút quần 39k luôn dùng nguyên này. Quần 39 nè. Rồi con này tiếp luôn dùng nguyên. Size này trẻ mà 52 độ về luôn. 39 đen, 39 sáng. 39 đen, 39 sáng. Áo chống nắng 52kg. Không. Có chị ơi. Có. Cái hả không sai. Hả không sai. Đến 60 mang vẫn được. 39 xám, 39 xanh nhé. Chị nào lấy 38 lên 39 lên 39 cao luôn dùng nguyên. Mua hẳn hai đơn. Đây nè, em không nói điêu nè, còn một đơn nữa. Yến Ngọc Nguyễn có cả hai đơn như thế luôn. Đây nè, đây cũng Yến Ngọc Nguyễn này, chị đang có con la không nè. Gọi là không nghe máy. Gọi là không nghe máy mà nhắn tin không rét mà vô hẳn hai đơn. Khu phố An Hà Nam, phường Tân Thanh, Nam Kinh. Khách báo là không chốt hàng nữa mới ghê. Yến Ngọc Nguyễn đang có co like để ý giùm em nhé chị ơi. Màu cam là không phải nách. Rồi nhá, cái này size S luôn. Tặng 29k luôn. Lấy mã trắng 29 con này chắc đuổi xước nhá. Tặng 29k con này đuổi xước dùng nguyên nhá 29k. Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ luôn. Đi luôn dùng nguyên nhá 29k. Lấy mã 29k luôn dùng nguyên nhá. 29k trắng toàn mua được hai mấy cái hàng đẹp không ấy. Mua được cái hàng đẹp hàng rẻ không á. Rồi lên mã quần nam luôn dùng nguyên này. Quần nam nhé. Con này là hàng lên mã nam đẹp luôn dùng nguyên đi. Cái này em đang đi 79k này.
Size này dành cho những anh nam nào 57 đổ về thôi. Đi 49k lên mã nam đẹp luôn dùng đi nhá. 49k, chốt mã nam đẹp luôn dùng là ok nha. Hàng bom nha. Chứ còn không có cái giá này nha. Em nói trước, những cái này không bao giờ có giá này hết. Thái chị Hà Trần, chị ơi, đủ trắng chốt chưa vậy? Chưa, giờ mới lên. Đủ trắng rồi. Đủ trắng với chị Thủy Thanh. Thái chị Hà Trần nha. Ôi còn một cái ring à. Ui cái con này. Con này nên mua nè. Con này nên mua nè. Mà chị cá đen. Hết rồi. Con này size dành cho chị em mình 52 đổ về. Là muốn chỉnh cho chị Lý Trương. 52 đổ về lên mã hãng luôn dùng nguyên. Em size chị em mình 79k, ai nhanh có 79k. Hàng 105 này. Hàng 105 bộ hãng nhá. Chị nào lấy cái này lên mã hãng 79k luôn dùng nguyên. Hàng bom nhá. 79k nha, chị nào lấy mã hãng 79. Chốt lên hãng 79k luôn dùng nguyên là ok nha chị em mình ơi. Comment lên hãng 79k nhá, chị nào lấy hãng 79 chốt lên luôn dùng nguyên là được. Nha, soạn hàng cho em đi chị em lên xem. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên cái này tặng bộ bán luôn dùng này hai bộ. Tặng 49k luôn. Hãng gì thấy tin đặng kìa, bé nó không nhảy à? Đọc đi Huyền, chốt ai đọc đi chứ. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này nhá. Trông lên cái này nha. Bụi xàm chị Thủy Thanh không được, được con tặng thôi. Sai 18 đổ về. 49k luôn. Nha, 49k nó con nào luôn. Sai 18 đổ về nhá. Hàng này hàng 79k này. 49k nhá. Cho chị Hồng Vân Nguyên. Xếp lên đây chị. Xếp lên đây chị. 18k đổ về nhá. 49k luôn. Đây còn bộ nữa nè. Sai 23 đổ về. Đây mà bé 23 luôn dùng nguyên nhá. 49k luôn. Bé 23 nhá, chị nào lấy bé 23 comment lên bé 23 luôn dùng nguyên là ok. Cái này à, đi vô tới Quảng Ngãi, công ty Mai Mesa chợ bò, xã Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Còn bộ gáo 99k, ship 30.000. 23 đây chị Thao Nguyễn. Ship 30.000, công ty Mesa. Trời ơi cái bộ này thì, bộ này là hàng hàng 125.000 đấy. Đóng hàng xã đúng không? Đây, bỏ hết lên đây chị. Hết mẹ 23. Lên mã dài em sale chị mình 89k luôn. Bộ này bộ có tông tàu này. Lên dài luôn dùng nguyên nhá. Siêu rẻ cả kho luôn. Hết 723 là chị nha, tiếp luôn luôn bộ dài, bộ này siêu đẹp luôn. 89k. 89k dùng nguyên nhá, chị nào lấy dài 89 lên mã dài 89k luôn dùng là được. Dài 89 nha. Em sale luôn cho chị em mình là 7 áo quên lộn 89k nha. Dài 89, dài 89, dài 89. Con này hàng khách đổi rồi. Con này hàng khách đổi rồi. Dài 89 nha, chị nào lấy dài 89 comment lên dài 89k luôn dùng là được. Bé em hết rồi nha, bộ bé hết rồi nha. Hết bộ bé rồi. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên quá nhiều hàng luôn. Hai cái áo ngực. Lên mã này là mã ngực luôn dùng nguyên là được nhá. Cái này hết sạch sần xanh rồi nè. Mã nào không còn cái nào luôn. Xe 34 nhá. Chứ bỏ lên đây xem được. Xe 34 nha. Áo bé còn nhá. Cặp này size 34 nhá, lên mã ngực luôn dùng nguyên nhá. Chị Hồng Văn Nguyễn có không? Có được hai bộ. Cho nguyên ngực 34 nhá. Cái này em đang đi là 149 càng cặp. Nó khác cái mã 135 nhá chị em mình ơi. Cái này đi chị em mình 99 càng cặp luôn. Ngực 34 nhá, chốt mã 99k. Chị nào lấy ngực 34, comment lên mã ngực 34 luôn dùng nguyên là được nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên bộ, chị này mua hẳn hai bộ chữ nổi. Sale luôn cho chị em mình luôn. 39k luôn. Ngực cho chị Nguyễn 55 đổ về nhé. Lên mã này là mã chữ nổi 39k luôn. Nguyễn Kim Vy chia sẻ lên. Chị chốt cho khách chia sẻ nha. Những cái mã này em chỉ lên cho khách chia sẻ thôi. 39k một bộ này tính nổi không? Có được 2 bộ thôi. 2 bộ thôi nhé. Lên mã chữ nổi được 2. Chị nào lấy chữ nổi comment lên mã chữ nổi luôn dùng nguyên là ok nhé. Được 2 bộ chữ nổi xe 39k. Xe 39k chữ nổi nhé. Chị nào lấy chữ nổi lên chữ nổi. Bá chỉnh cho chị. Bá chỉnh cho chị Minh Hiếu. Chị Bảo Nhi Trần đưa chia sẻ. Có 2 bộ chị thôi. Chị Trang Lâm. 2 bộ thôi. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên nhé. Con này tặng 15k luôn. Con này dặn áo găng mà chị nào nhỏ con xíu tầm 50 đổ về thôi. 15 nhá, chốt mã 15k luôn dùng là được nha. Hết bộ chữ nổi. Comment mã 15, chị nào lấy 15 lên 15 luôn dùng nguyên là được nhá. Siêu rẻ luôn. Chị ngồi hết bên góc bên đó, ngồi qua bên này. Em sale hết nha. Lẻ tẻ là em sale hết.
xay 55 đổ về. Còn gấp nữa rồi qua gấp ni, gấp này nhiều hàng lại lắm. Siêu rẻ luôn. 15k chút chưa chưa vậy? À bán luôn à, chứ chị biết mua đâu. Con này lên luôn dùng 29k quần bi nha. 29k quần bi size này 52 đổ về. Áo chống nắng từ từ chờ em xíu nha, chị nổi hết rồi. Chị nổi hết rồi nha. Rồi lên tiếp luôn dùng nguyên cái này. Comment luôn dùng nguyên cái này. Còn lên mã set nguyên Thú Thúy. Chân váy bò à? Không chị ơi, hết rồi. Hết chân váy bò rồi. Cho nguyên mã này. Set chân váy kèm một cái áo. 15 hết rồi nha. Đây này. 52 đổ về thôi. Bán tặng 39.000 luôn. Ai nhanh có. 39.000 set luôn. Lắc đầu lắc đầu lắc đầu lại lắc đầu. Lắc đầu lắc đầu lắc đầu lại lắc đầu. 39k set luôn, con này 30k luôn. Tay 55 đổ về, cái này hàng hôm qua hết sạch xanh. Tặng 30 luôn. Chị nào lấy mã tặng quần tặng 30, chốt quần tặng 30k luôn dùng là ok đó. Quần tặng 30. Cái này còn sót một cái nè đây hả? Còn cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng. Bà chị cho chị bao nhiêu trần? Con này còn cái cuối cùng mà chị em mình xác định mua hàng ấy. Sang được hàng sale ấy thì tranh thủ chốt thêm để người ta trong đơn, trong line người ta đi đơn nha. Chứ không có điện cái tới mất công lắm. Rồi trong nguyên con này, áo ring 110 luôn. Hết set 39. 110 còn có một cái thôi, áo ring nhá. Áo ring nè, bao nhiêu khách hỏi nè, 110 luôn. Cái này hết sành sanh sai chị em lấy 62 bạn mau ok. Cái này chị em mình mix với lại quần ngố đẹp lắm. Áo ring nhá, cái này đang hot nè. Cái này đang hot, lên mã áo ring luôn dùng nguyên. Hai con này em tặng luôn chị em mình 15k luôn. 15k luôn. Size 62 đổ về nhá. Hồng tím. Hồng tím quần 30 còn. Quần 30 cho chị Hồ Ảnh Phương. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này nhá. Chốt lên luôn nha. À, đổi hình kìa. À không con. Con này lên mã 15k nhé. 15k hồng, 15k ca trắng luôn dùng nguyên. Ôi lộn, 15k hồng, được hai cái 15k hồng. Chị nào lấy 15k hồng lên 15k hồng luôn. Áo ring đằng sau. Áo ring đằng sau nè. Áo ring chị bao nhiêu trần? Ok nha, lên luôn dùng nguyên con này. 15 kìa nhỉ. Một không chín luôn á. 110 con này lên mã chân váy 49k luôn, size 50 đổ về nhá. 49k size 50 đổ về nha. Chốt mã này là mã chân váy luôn dùng là ok nhá. Chân váy cái gì đó chị, chân váy có cái gì mà nhiều nhiều lên một loạt cho em mã bộ đi, cho em tập bộ gì á đi một loạt để bán tặng. Lộn xộn màu nào cũng được nhé. Còn lẻ tẻ mấy bộ này em bán tặng luôn, bán tặng luôn cái này luôn. Lộn xộn mấy bộ mấy màu này bán tặng nó luôn nha. Lên luôn dùng nguyên cái này bộ vịt nhá. Hàng này mình sale 69k đúng không ta? Sale 69k ta chị em 52 đổ về, bán tặng luôn chị em 49k luôn. 49k xanh luôn, chị nào lấy 49k xanh lên. À, 15 hết hồng rồi. 49k xanh luôn, chị nào lấy 49k xanh trước 49k xanh luôn dùng là ok nhé. 49k xanh nha chị em, mà nó siêu siêu rẻ luôn ý. Bộ này đây chị em 49k luôn. 49k LV, con này đến 60 vẫn mang được. Riêng cái bộ này đến 60 vẫn mang ok. 49 xanh cho chị Châu. Lên mã thỏ luôn dùng nguyên nhé. Xa 49k luôn. Xe quá rẻ luôn. 49k LV nhé chị nào lấy. Chị Châu Hà chia xe lên. Chốt những cái mã này chốt cho khách chia sẻ thôi, còn cái gì bán tặng thì chỉ lên cho khách chia sẻ, còn ai không chia sẻ bỏ qua nhé. 49k thỏ chị chốt lên cho khách chia sẻ nha, tại chị vì cái này Phạm cũng chưa toàn chia bộ sẻ. Bán tặng rồi, toàn ờ, bộ bán tặng rồi trần chưa chia sẻ. Trời ơi cái bộ này này size 60 vô tư luôn này. Lên mã này là mã gì ta, kim tuyến à? Thôi để chị bao nhiêu nó trần? nhũ như thế này này chị em mình, lên mã nhũ luôn dùng đi, nhũ nhá, bán tặng 49k luôn. Ta này chị em lấy 60, lên mã nhũ luôn dùng nguyên á, 49k bộ này. Comment mã nhũ 49k luôn dùng nguyên là được hết nha. Chị nào lấy nhũ 49 comment lên luôn dùng nguyên. Nhũ 49 xả hết luôn. Quá rẻ luôn. Chị chốt cho khách chia sẻ, em nói những cái mã này chị nào không chia sẻ mất tiền lợi. Nhu cho chị Cúc Pha. Lên cho nguyên mã này là mã đáp, cái này 55 độ về tặng 49k luôn. Hết 49k chị em mình chị đi ra ngồi mua được con áo. Nga nếu như mà đúng cái chất này chị em mình mua được mỗi con áo thôi. Lên luôn dụng mã này là mã đáp 49k luôn. Đáp 49k luôn. Em không lên đồ bán nhé. Không lên đồ bán nha. Lên mã đáp 49k. Rồi chị nào lấy đáp lên đáp. Rồi lên gấu. Nhũ hết nha. C
xe 49k luôn, chị nào chưa có lên luôn dùng đi nhé. Rồi nha. Đắt cho chị Thao Hậu Nguyễn. Ở đâu 38k đó. 49.000. Comment 38. Bỏ ra, bỏ ra đi, ở đâu 38k ấy. Đắt, đắt, đắt. Nâu này 52 đổ về. Đắt cho chị em Lytton. Nâu này 52 đổ về nhá. 49k nó là giá rơi giật mình rồi. Ba bộ siêu nhân cho bé này, cái này bán tặng bao nhiêu tiền ta? 39k à? 35k đi. Size 14. 35k bộ siêu nhân luôn. Được 2 bộ nhá. Bộ siêu nhân nhá. Hết đắt 49. Nâu ấy, nâu. 35k luôn. Nâu cho chị bé xô. Size 15 nhá. Size 15 nhá. Nâu chị bé xô. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã siêu nhân nhé. Chị nào lấy siêu nhân size 15. Siêu nhân size 15. Thấy chị mơ chị ơi, gói hết rồi. Siêu nhân size 15, chị nào lấy siêu nhân size 15 chốt siêu nhân size 15 lên luôn. Ok. Siêu nhân size 15. Nha, chị nào lấy siêu nhân comment lên siêu nhân luôn dùng em size 15 và size 13. Bộ siêu nhân của 3D cho bé. Đi luôn chị em mình là 35k bộ siêu nhân nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. 15 kg ở dưới rồi. Còn 13 kg ở dưới này. 13 này. 13 này, chị nào lấy 13 comment lên. 13 kế luôn dùng nguyên là ok nhé. 13, 13, 13, 13. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Học mạng xe trẻ mà nói 50. Thường nhân chị Hồ Ánh Phương lên số ký. Học này bỏ ra bán tặng luôn cho trẻ mình luôn. Mấy con khóc màu đỏ nó xíu này cho em lên mấy. Chị Hồ Ánh Phương 7 ký. Thường nhân 13 chị bẻ xù. 3158 này trẻ mình. 3158 này. 1, 2, 3, 4, 5 bộ nhé. 5 bộ, lấy mã số 5 luôn dùng nguyên nhé. Cái này 3158 có 5 bộ thôi. Số nhân 15 này. Chị Hồ Ánh Phương, chị Xén đẹp vô. Chưa? Ủa, nhìn này vô. Sao chị em 57 đổ về chứ ok. Đẹp chưa? 57 đổ về nhé. Cái này em tặng chị em 55k luôn. Tân chưa? 55k ai bán được chị em mình ơi. Lên luôn dùng nguyên cái này nhé. Chốt mã số 5 luôn dùng nhé. Có 5 bộ. Sai chị em 55, 57 đổ về là chị em chốt đẹp. Sale luôn chị em mình bộ này giá 55k. Siêu nhân 15 chị Hồ Ánh Phương. Siêu nhân đây còn một bộ này thì để coi sao gì đây. Để coi sao gì đây. 15. Cái này 15 cái đổ về này. 15 cho chị Phen Võ. Rồi nha, lên mã 55k. 3158 nha chị em mình ơi. Sale luôn chị em mình luôn. 55k, được 5 bộ thôi, chốt mã này. Sai 57 đổ về là chốt ok nhé. Chốt mã này là mã số 5 luôn dùng là ok nhé. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn, còn được mấy bộ. Cho mã số 5 luôn dùng nhá. Chị nào lấy mã số 5, comment lên mã số 5 luôn dùng là được. Comment mã 5 luôn dùng là ok nhá chị em mình ơi. Có mấy cái áo gì chị, áo gì quên mất tiêu. Áo khoác màu đỏ cho em lên bán tặng luôn. Cái này em còn bộ à. Sai 55 đổ về, comment mã bộ tặng mẹ luôn dùng nguyên 79k luôn, bộ Lanh Nhung 79k nhá, Lanh Nhung và hàng công ty này. Đi mã 79k, chị nào lấy mã 79 comment lên mã 79 nha. Cái con này còn một con áo bà ra nữa nè. Cái chị nè đúng kiểu luôn á. Không biết. Có một cái áo bà ra ở trong nữa nè. Dàn khoác vét đi. 79.000 chị Thanh Nguyên. Ủa không phải 55. 55 là mã này mà. 55 là 55 ký. 55 là mã này mà. 55 là cái mã hồi nãy mà. 79 bộ cho chị Nguyễn Hiền Lương kìa. 55 chưa. Nguyễn Hiền Lương kìa. Nguyễn Huyền lên sao á chị ơi. Cái chị Kim Phượng một bộ này. Kim Phượng một bộ này. Con này lên cho em cả địa chỉ nha chị ơi. Con này còn một cả một cái bà ra ở trong nữa. Bằng 39k luôn. 39k luôn, 79 mét rồi. Con này 39k nó. Cái này có cả dạng dạng vét, khuất vét nhẹ. Có thêm một cái bà ra ở trong nữa. Đây con này 39k luôn. 39k luôn, chị nào lấy mã 39 comment lên 39k nhé. 125k nha chị Nguyên Bình ơi. Lấy mã 40, con này Thái 779. Chốt mã 40 luôn dùng nguyên nhé, size 60 iPhone đang mang. Cái này iPhone đang mang luôn. Quần Nguyên đang mang có luôn nhé. Chờ em xíu xíu. Cho lên mã này. Áo phía sau bộ cho chị Kim Khánh Liên. Nhưng mà bao nhiêu ký? Em nói là 55 57 ký đổ về thôi nhé. Để cái mã 55 em chỉ đi 55 57 ký đổ về là ok thôi. Chị nào lấy thì lên nha. Chọn số ký chốt nhé. Cái này chị bảo bị dơ chỗ nào ấy. Bị dơ chỗ nào đây. Đây. Cái này lên luôn dùng mã bị dơ luôn dùng Nguyên nhé. Dơ. Cho Yến Mary bộ. Yến Mary bộ. Rồi nha, con này bị dơ xíu nè. 19k luôn. Đá dùng Nguyên nhé. 19k size 60.
đáng trước đáng sau 19k và size 60 nha, lên mã 19k và size 60 luôn dùng ok nhé, 19k và size 60 rồi lên luôn dùng nguyên mã Boris 52 đổ về đi trẻ mình, con này 39k Boris nhé, toàn bộ Boris dài này là hàng 59k theo nó luôn, tại vì nó rớt mẫu lại giờ thứ có cái thôi nên là em lấy cho nó chọn kho thôi. Trong lên mã này là mã rip 39k luôn nhé, Boris 19 Boris 39k, chị nào lấy Boris 39k chút lên luôn dùng là ok nhé. Boris 39 con này tặng 29k đỏ luôn, 29k đỏ nhé, con này chắc đẹp lắm nè, size 62 đổ về lên mã 29k khủng long có một cái chân váy nó dồn cho em lên luôn lần luôn, 39 đây nè, 39 đây nè, dồn hết qua đây cho em lên chân váy lần luôn, bên góc này luôn cái chân váy này chị nè, bên góc này cũng còn rồi nha, lên luôn dùng mã này, mã đỏ 29k size chị em lấy 62 đổ về chứ ok, đỏ 29 nhé, comment lên đỏ 29k luôn dùng là được. Đây có một bộ bé này em đi trẻ mình 70k luôn. Cần chưa size 25 đổ về. Size 25 đổ về, body trên hết rồi. Body hết nha. Hãy chìm cho chị Cúc fan. Comment mã bé luôn dùng em size 25 nhé, đi 70. Bé size 25 đi 70k nhé. Chị nào lấy bộ bé lên bộ bé luôn dùng em nhé. Rồi hai bộ này em đi trẻ em nó 49k luôn. 49k bra hả? Bra trắng nó cho em lên luôn đi. Bộ bé ta. Bộ bé đó gì? Hồng Văn Nguyễn. Bộ bé mới mở ra rồi ta. À đây đây đây, đây bộ bé đây. Bé đây. Rồi nha, cho lên cái mã này. Đây mã đá trắng size 49k luôn, còn được hai cái. Hai bộ nhé. Size 52 đổ về đá trắng 49k luôn. Được hai bộ đá trắng nhé, chị nào lấy đá trắng comment lên luôn dùng là ok nhé. Size này. Size này dành cho chị em mà 52 55 đổ về chị em cho ok được hai bộ. Đá trắng size 49. Đá trắng size 49 rồi tiếp luôn dùng nguyên cái bộ này em đi chị em 70k luôn. Tặng cho chị Hà Trần. Size này to nè. Con này size này to nè. Tặng có chị mất mát uống ta. Đắt tặng cho chị Trần Minh Quốc Trọng. Bộ bé này size 30 nè, sale cho dễ mình bộ này với giá là 70.000 luôn. Cái chị Hà ấy kêu mát nước cho mất mát uống. Điện chị Hà đi chị. Cái điện thoại em á. Chị Hà kêu cho cái chị mất mát uống. Trời nóng ưng cái chị nó mất mát cái miệng á. 1 2 3 nhé. Ba con nhé, lên mã bra. Bra luôn dùng em nhé. Bra. Ồ, bé. Bé cho chị cái này dày, Nguyên. Dày đẹp lắm chị em mình ạ. Cái này em size 39k nhé. Bra size 39k. Chị em mình tranh thủ những cái lúc xả này á. Còn bộ rớt mẫu lại cái này là em xả thôi. Hết màu xanh cho mẹ rồi. Bra nhé, cái này cực dài luôn. Cực dài luôn. Đây chị em mình con này giá lên luôn chị em mình là 39k bra dài lắm. Dài mà mốt bra nhé, 39 chị Sam Nguyễn cái này, còn hai cái nhé. Còn hai cái bra chị nào lấy bra, chị có cái chiếc quần của bé đây lên cho em đấy, cái hông khách hỏi mà chưa up được chiếc quần á kìa, nhớ chưa? Ôi con chân váy này đẹp thế, hết 30 rồi tao ra ấy, đẹp quá. Size 52 đổ về bra hiền kìa, bra cho chị Thủy Trinh Đồng, chị Lâm Thu Thúy luôn kìa. Lâm Thu Thúy cái này có hai con. Size 52 đổ về là chỗ ok nhé. Lên mã chân váy con này em đi chẹo mình 55 cao. Đẹp lắm, con này đẹp lắm. Chân váy dài nhưng mà ở trong lại có kèm thêm quần nữa. Đã dài rồi nhưng mà kèm thêm quần nha. Hồi nãy mới đọc xong bao nhiêu tiền? 55k. 55k nhé. Bra ren này còn máy cái em đi chẹo mình 35k nó luôn hai màu nhé. 35k. 35k bra ren còn được máy cái đã hết luôn, viện cứ rớt mẫu lại thứ ít ít hết. Nha, lên mã bra ren. Bra ra này chị em mình để 60-62 vô tư luôn. Giảm nhiều nhá. Con này giảm cực nhiều luôn. Bra ra đi chị em mình con này 35k nốt luôn. Chút mã ren luôn dùng ok nhá. Toàn bộ mốt của nó là mốt dài hết. 35k nhá, được hai màu. Còn tầm được chục cái đi chị em mình hết 35k. Được còn từng này cái nữa là hết. Nha, chân váy thì vậy chị Võ Huy. Lên mã bra ra nhá. Bra ra cái này chị em mình bao nhiêu ký cũng được, nó giảm nhiều lắm. Này Nguyên kéo chị em mình xem. Lên cho chị Thủy Bính Đào. Bra ren đây này. Đây Nguyên kéo chị em mình, đây 35k luôn. 35k, đây chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Kéo giãn vô tư luôn, lớn bé gì mang cũng được cái này hết. Đây chị em 35k một con nhé. Vô tư chị em 60-62 mang ok luôn. Đây chị em 35k, chị nào lấy mã 35. Cái này em còn máy cái, tặng nó luôn. Size 50, không chọn màu nhé, màu nào cũng được nhé. Màu nào cũng được nhé chị em mình ơi. Size 50 đổ về nha. Các màu luôn. Em đi hết luôn cho chị em mình nha, lên luôn dụng này. Bờ ra ren cho chị Hà Lê. Trắng em hết rồi, có Hà Lê nào chứ Hà không Lê đó, để chị mua đó cô ren nha, ren Hà Lê này. Cho chị Nguyễn Nga này.
đi chút 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 Nguyễn An rồi nhá. Rang thì Thảo Moon luôn kìa. Rang thì Thảo Moon kìa. Quỳnh Thúy, Thảo Moon, Nguyễn Nga. Rang nhá, vải trắng nhá. Cái này các màu các kiểu còn được tầm 5-6 con gì đây. 5-6 con gì đây. Đen đồ các kiểu các thể loại luôn. Tầm được chục con size 50 nhá. Đi 29k nốt luôn. Đi 29k nốt luôn nhá. Các màu này chị em mình bốc đại nha. Em lên đại nhá, chị nào lên nhanh có nè. Đem cho chị bẻ xù. Size 50 đổ về nhá. Đi chị em mình 29k luôn. Đấy, nó cho bà uống có nhưng mà không thấy mấy rồi đâu trời. Rồi nha, lên con này luôn mã quần 29k. Còn đem lợn nữa. Ren à. Ren còn có 1 cái đây nè. Hết rồi. Đem cho chị Nguyệt Như Ly 2 cái. Các thể loại quần trong này. Còn quần đùi đùi đuổi hết ấy. Nhưng mà dài lắm. Còn size 50 nhá. Đi nó luôn trẻ mình 29k. Các màu không chọn màu nha. Không có size 13, size 13 rồi. Các kiểu không chọn màu nhá. 40-45 nghe từ từ. Nguyên ơi để yếm em đăng. Từ từ quần 29 bé tù. 29. Bóc đại đi thì. Bóc đại đi thì. Không chọn sạch đúng không? Bóc đại đi cả đen này nữa nè. Cả đen này nữa nè. Bóc hết nhá. Thì đây luôn trẻ mình là 29k nốt luôn. 29k nốt luôn nha. Đen luôn những mã này. Có cả đen, có cả sọc, các thể loại em đi hết luôn chị em mình là 29k. Cái này để đó cho em sale chị. Để đó cho em sale nhé. Rồi nha, đen luôn dùng cái này. Để những cái bộ này cho em sale luôn chị. Đừng cắt nè, đừng cắt nè. Lại cứ bóc hết cho chị em để dọn sạch cái góc. 29k luôn dùng nhé. Không chọn màu nhé. Ở trong nắng từ từ cho em đi. Các có cả nè. Đuổi nàng có cả lên mình nè. Chị em mình nói thật sự giá với cái giá này thì nên lấy mỗi màu con. Nên lấy mỗi màu con đi. Còn tầm 20 con là hết rồi đấy. Nha, cho lên mã này là mã tặng quần 29k luôn dùng được, nhưng mà còn mỗi size nhỏ thôi. Mua luôn. 4 màu lấy 4 màu 4 cái. 5 màu lấy 5 màu 5 cái. Nhớ quá rẻ luôn. 29k con nhá. Thực ra không chọn đâu chị ơi. Cái này không chọn nhá. Màu nào cũng được nhá. Chị nào ok đã lên. Tặng 29k vậy. Màu nào cũng được, chị nào ok là lên. Rồi nha, đây này. Quần này. Quần thì tới bao nhiêu ký ta? Quần này phôi nó nhỏ hơn chị. Quần em 2 cái. Quần nó nhỏ hơn tam giác. Chị đem cái quần to nhất là bao nhiêu ký? Quần này. Chiếc quần đây này. Đen quần cho chị. Nam có ít lắm. Nam có ít lắm. Nam có ít lắm. Em nói nè. Khách tại vì Nguyên up cái mã quần chiếc tam giác thì khách hỏi chiếc đùi nhiều. Em lên hẳn chiếc đùi cho bé luôn. Nhưng mà em nói nè, chiếc đùi sao nó nhỏ hơn. Size to nhất cũng rơi vào tầm khoảng 25kg. Nhà tầm 10-25kg thôi. Riêng chiếc đùi cho bé là tầm 10-25kg. Thì em đi chạy mình 79k 5 con. Nha, 79k 5 con. Từ 10-25 có 2-3 kiểu trong này nhá. Nè, 8kg cũng có. 8-25kg có size. Khách bảo là up lên nhưng mà em chưa kịp up. Đấy, chị nào mà đang hỏi chiếc đùi cho bé thì lên chiếc đùi luôn dùng là ok nhá. Chiếc đùi chiếc mỗi size 2 set. Mỗi size xét tới 10 con đó chị. Xét là 10 con đấy. À xét 5 con. Lấy cho chị TT xét 5 con ấy. Ok nè. Chiếc đùi in cho chị TT đi. Ok chiếc đùi nè. Cái này mình đổi cái điện thoại đi. Đổi cái điện thoại đi. Rồi nha, lên cho Nguyên mã chiếc đùi luôn dùng ok. Đấy bỏ ra cho em luôn đi. Tải tải thì bỏ ra cho em đi. Nha, chị nào lấy chiếc lên chiếc luôn dùng Nguyên. Các em luôn dùng số ký. Tại vì khách hỏi nhiều nhưng mà Nguyên chưa kịp up. Chưa kịp up từ nhỏ tới to các cái hình nhá. 25kg thôi, cái này chút 25, form nó nhỏ hơn. Chị nào mà lấy 28 thì lấy cái chip tam giác ấy. 25kg lấy chip tam giác ấy chị em mình à. Lấy mã chip đùi từ Hồng Sánh Phan 21. Từ nhỏ đến to nha, từ 9. Chị Nguyệt Huyền Lương 20. Từ 9 đến 20. Chị còn 25kg. Từ 9 đến 25, Nguyên nói thật sự là đợt này đi nhập giá cao. Ti thêm bụng set 25. Còn ít ta bà ơi, cái này ít lắm. Nguyên cứ in thôi, không đọc, đừng đọc. Đừng đọc dùng Nguyên tại vì á, đây này. Đây nhưng mà xây nhỏ xây lớn em còn ít lắm. Tại vì cái này đa số là lúc chút đơn ấy. Khách hỏi có là nhà Nguyên bỏ vô. Chứ không có ốc. Bữa giờ như không có ốc cái này. Nhưng mà khách hỏi nhiều lắm. Nên là về thêm cái chiếc tam giác thì em ốp chiếc tam giác rồi. Chiếc tam giác vẫn số lượng nhiều hơn xíu. Còn chiếc đùi này gần như là hết. Nên là chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn. Không đi 2 cái chị ơi. Không đi 2 cái em đi combo 5 cái 79.000. 79.000 5 cái chị em mình đi mua rẻ thôi. Rẻ thôi là 22.000 cái. Hey. Chè, mấy hồi em mua cho Nhiếp có được 25.000. Hồi em chưa bán chiếc này á,
là có đợt em đi mua cho nhím là 25.000 một con lẻ, mua 2-3 con ấy. Nhưng mà cái này tính ra thì là 79.000 con, 79, ôi lộn lộn, 79 ca xếp 5 con, rẻ. Đấy, đây là chị em mà lấy chốt. Nhưng mà số lượng ít thì mình không cần đọc đâu, mất công đọc rồi khách bảo là sao không có số ký, rồi khách bảo là đọc rồi mà không chốt nữa. Nên là chị nào cứ lên có số ký là em chốt nhé. Lên mã chip 25 cái độ về thôi, từ 12 đến 25. Còn chip tam giác cho em lên chip tam giác, chip tam giác thì nó to hơn, cho em lên một mã cái chip tam giác nữa, tam giác thì nó to hơn nhé. Chip tam giác em cũng đi chị em mình bằng giá, nhưng mà riêng size từ 26 cái độ lên đến 45 ký là sẽ giá là 85.000 năm con nha. Chip tam giác đây nè, chị chút à. Ok, Nắng Lan chào Nguyễn Sư. Đây nè, tam giác thì phôm to hơn, từ 18 độ lên đến 20, quên lột, đến 42-45 kg nguyên mặt cũng được. Chiếc nào nguyên mang vẫn được, chị nào thích thì lên mã tam giác. Con thấy tam giác nó dễ mang mà, tam giác nó dễ mang mà, từ 18 đến 20 banh ra luôn đó, banh ra luôn đấy. Lên mã tam giác luôn dừng là ok. Chiếc đùi 22 kg chốt được không? Bên em cứ in nhá, cứ in ra rồi nếu như mà có sai thì em bắt. Chị em mình lên mã này là mã đùi nha. Rẻ, em nói rẻ, chị em mình mua combo 5 cái này nó rất là rẻ luôn. 5 cái, kiểu chuyện phải mua 5 cái chứ mua 1 cái 2 cái làm chi? Nó mang không đủ đâu. Nhím nhà nguyên phải chục cái này. Ngày một ngày là 2 cái rồi, tại vì đi học á, lúc đi học là mang cái váy, xong chiều bỏ thêm cái váy cho cô thay phải thêm cái nữa là ngày mất 2 cái quần chip rồi. Đây, tối về mang váy thêm cái quần chip nữa là 3 cái rồi. Ngày hết 3 cái riêng không đó, ngày hết 3 cái quần chip rồi nè. Tam giác kèm luôn dùng nguyên số ký, mà từ 26 kg độ lên là 85.000 năm con. Nha. 85.000 năm con nhé. Thực ra chị nào lấy cái mã này lên mã cái chip này thì nó có số lượng nhiều hơn xíu nè. Chị nào lấy tam giác thì lên tam giác luôn dùng nguyên là ok nhé. Nguyên đi luôn trẻ mình là 80. Bỏ luôn cho nguyên mấy cái chân váy kia qua luôn nè. Nguyên đi luôn trẻ mình là 79.000 cho size 25 kg độ về. Và 85 kg. Chắc là chip này chắc chắn có đó chị ơi. Chip nó là em sợ ít lắm, chip kia ít lắm nha. Tại vì khách hỏi nhiều mà chưa kịp up lên. Rồi nhá, chị nào lấy cái này, cái nào cũng ít à. Cái nào cũng ít, và Nguyệt và cái nào cũng còn ít hết. Rồi chân váy em còn mấy cái đây nè. Ok nhá. Nè, nó đẹp lắm luôn. Cái này có 1 cái size 50 là 2 độ 5255. Con này quá xịn luôn, hàng Quảng Châu. Còn cá lên mã sọt, cái này em sơ chị em 69k size M. Tam giác có 45kg chị ơi, 45kg, em nói em 50kg em mang cũng được mà, 50kg em vẫn mang ok đó. Chốt đến 45kg cho bé, cho tam giác nhé. Rồi lên cho Nguyên cái này. Bây giờ mình con này 69k, con này chuẩn hàng Quảng Châu. Cái này chị em mình mix quần vô, đẹp. Khi 10 giờ đi đơn chưa? Đi rồi, đi rồi chị ơi, chốt xong đi đơn rồi. Nhà Nguyên chốt đơn ok xong là đại đơn luôn. Lên luôn dùng con này, em sale trẻ mình là 69k con này. Con này đẹp lắm, con này chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Đây 69k nha. Rồi con này còn một con chân váy. Chân váy XL lần hả. Con này còn một con chân váy seton XL nha, con này hàng chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Sale luôn trẻ mình con này 69k luôn, 69k luôn nhá. Con này size XL này, size XL này, chốt cái mã nó luôn đi. Size này XL nha. Có quần lửng cho bé trai, quần lửng gì chỉ còn mỗi quần chi ta, quần ring thôi, chỉ còn mỗi quần ring thôi. Còn cái này size XL, size trẻ mình gần đến 60 mang ok luôn. 5 cái cho chị Phương Ngân Phan luôn rồi. Cái này em đi luôn trẻ mình là 69k, con này chân váy dạ này, đẹp chưa, có quần nhá, có quần nhá, cho chị Ngọc Quyên luôn, cho chị Ngọc Quyên. Ôi, con này đẹp lắm luôn, CS, cái này mà giờ CS, 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 hàng này hàng 170 này, còn hai cái CS, hai cái size F, quần 69 em hết rồi nhá. À cái chị cho em cái gì ta, cái gì ta, cái gì em định nói, cái gì ta, cái gì em up à, yếm, chị cho em cái yếm, nhưng mà đừng lên màu hồng nữa vì em thấy khách đặt màu hồng nhiều á, khách nhắn tin qua chốt màu hồng nhiều quá rồi. Không, màu vàng đâu rồi, hồi nãy em ủi sao. Thôi thấy rồi. Con này lên luôn dùng nguyên nhá, con này đẹp lắm, nhiều size F được hai con nè. Hàng này chị em mình đi mua 170-180 là chuyện bình thường, hàng đang shop mà. Còn được đúng hai con thôi, lên mã chân váy ép nhìn này, ở trong có quần hết nhá, nhìn xịn sò chưa.
Nhìn xịn sò chưa, được hai con trăng váy xây ép nha, lên mã trăng váy ép sale nó luôn chị em mình, con này 69k, hàng 170 nhá. Hàng 170 đẹp lắm, xịn sò lắm. Đấy, xịn sò lắm, chị nào lấy mã trăng váy ép, chốt trăng váy ép luôn dùng là ok nhá. Còn cái này em đi chị em mình bảy thì dâu hà hai cái 79k luôn đi. Áo lụa 69k luôn đi cho nó bay còn hết rồi. Tay 57 đổ về chị em chốt đẹp. 57 đổ về nha. 69k luôn. Nó đẹp, nó xịn sò lắm. Nhìn hàng này. Toàn bộ quần là hai lớp da xịn nha. Quần da xịn cái này từ từ. Bộ quần đùi 55 để em hai. Có quần đùi không chị ơi? Không nhá. Lên mã da em xem chị em 69k luôn da. Chị nào lấy da lên da 69k luôn dùng là được, cái này hết hàng đó. Da 69. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. À, cái gì ta? Cái gì đó chị Út Anh, cái gì ta? Tam giác Huyền Yên đơn đi nha Huyền. Da xịn cho chị Út Anh. Coi 52 đổ về tặng 49k luôn, ở trong có quần nhá. Tặng 49k toàn bộ ở trong có quần nha, lên mã váy xanh 49k. Chị nào lấy váy xanh 49 chút lên váy xanh 49. Con này đi 75k, 69k luôn, còn cái cuối cùng sẽ CS nhá. Size 48-50 mua đi chị em mình ơi. Không mấy khi có cái hàng này nữa, CS nha, còn cái dài CS. Cứ bỏ vô cho em trong sọt này nè, chứ em sẽ nha, lên cho nguyên con này. Tắt 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 đi. Của ai á? Nha, comment mã này là mã trăng váy vàng size S nha. Sale luôn chị em mình, con này giá lên luôn chị em mình là 60. Hết chính cao luôn. Đây. Đây đây đây. Đây, nhưng mà giờ em phải chốt ba con màu này thôi. Còn màu hồng nó có ít quá. Màu hồng cách chắc chốt hết rồi. Đây cái yếm này nè. Yếm này em nói là giá này lên chị em mình giá giật mình luôn. Hiện tại em còn 3 size nhá. Áo quần lụa còn 3 màu nhá. Màu đen, màu vàng và màu nu nhá. Yếm mà up lên nè. Còn màu hồng là không nhận đơn nữa nhá. Màu hồng khách chốt hết rồi. Cái này nó có cả phụ kiện luôn nha. Cái này em đi chị em mình 59k, từ 40 đến 45 ký chị em mình lên chọn màu luôn dùng nguyên nhá. Lên mà yếm luôn dùng nguyên là ok. 3 màu. Màu nu, màu vàng và màu đen. Có kèm luôn một cái áo thun nữa. Tặng kèm một cái áo thun trắng ở trong nữa nha. Tặng kèm một cái áo thun trắng ở trong. Cái này về chị em mình tự cài cái này vô nhá. Đâu rồi. Cái này chị em mình về tự cài cái này vô dùng nguyên nè. Xịn sò, Nguyên nói là giống như là lên giá 159k là rớt, có quên lộn, giá 59k rớt số 1 từ đầu rồi. Nè. Size từ 40 đến 45 ký, cái này chị em phải mua đầu trăm thôi. Xịn sò lắm. Xịn sò lắm luôn ấy. Nha, màu lên đây nè. Ba màu, giờ đi ba màu mà. Màu này, màu đen và màu nú. Chị Ngọc Khánh vô. Vàng đen nu nhá, vàng đen nu. Hồng có hồng cách lấy luôn rồi, chợ hồng còn được mấy cái luôn hết chút hết rồi. Còn được 3 màu thôi. Cô nói là siêu rẻ, chăn váy quần yếm kaki. Yếm kaki nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Được chưa? Em đi chị em mình 59k một cái. Trời ơi, cần đen ngầu. Này, cho em phụ kiện ra hết nè. Hồng hồng không chốt nữa nhá. Tại vì hồng có chốt hết rồi. Hai cài chứ. Hai cài với chị Hà Trần. Màu đen cái gì nè. Màu hồng để cho chị Nga bên chị Nga một cái nữa kìa. Rồi nha, chị nào lấy yếm lên yếm luôn dùng nguyên nhá. Cho em kèm một cái áo thun nữa nha. Đây nè. Kèm một cái áo thun như này nữa chứ không phải là yếm không đâu. Yếm kèm một cái áo thun ở trong nữa mà đi chị em mình 59k yếm kaki. À, cần 3 cải 3 màu. Yếm kaki size 40-45. Yếm nu cho chị Thùy Ngọc. Size từ 40-45, cái này là áo là áo tặng kèm thôi nhá. Áo trắng là tặng kèm thôi, nó là riêng con này là siêu rẻ. Đen nhá, màu nu nhá và màu vàng. Màu vàng đẹp lắm, đang ưa màu vàng. Chị ơi, chị Tây chọn lên cho em đi. Yếm chị Hà cần bá hiểm rồi. Kèm áo nha. Ai có yếm thì bỏ áo đi nhá. Tặng kèm một cái áo trắng ở trong luôn. Chị ơi, chọn lên chọn màu cho em đi chị TT ơi, có ba màu đấy. Em đen cho chị Nguyệt Như Ly. Tin chưa? Cái này về tại vì con chưa ái cái bỏ cái phụ kiện vô. Chưa bỏ cái này nè. Chưa bỏ cái đai này vô nè. Được chưa? Chị nào lấy yếm chọn màu luôn dùng đi. Chọn màu đi, cái này cho chị em mình chọn màu á. Em đen cho chị. Lên luôn cho chị em mình con này, giá này siêu rẻ luôn. Cái này về chị em mình cho nó mang với giày thể thao. Giày thể thao 59k nó quá rẻ, lúc mà chị em mình cần đi mua cho nó toàn đầu trăm mới ra cái này nha. Thay từ TT là cứ 40-45 nhá. 40-45 ký rồi, chị nào lấy yếm lên yếm luôn dùng ok. Còn hai con áo kiểu hả chị? Cái này còn hai cái em đi nó luôn chị em mình nè. Cái này bị tục cái khóa, tục cái khóa này nè. Có được còn được ba màu vàng đen phải không, màu hồng nâu. Trên trang hình như em thấy hồi nãy có mấy người nhắn tin qua, có mấy người nhắn tin qua lấy cái màu hồng nên là sợ hết hồng.
xả hết hồng này rồi. Còn thì em bỏ thêm nhé. Vàng cho chị Phương Ngân. Thì vấn đề là chị bao nhiêu ký chị ơi? Từ 40 đến 45 ký. Cái này bị tục, cái này ra là chị em về thâu lại dùng đi nhé. Bán tặng chị em con này 39 cào xe 52. Cái này đơn giản thôi. Chị em mình bỏ vô thâu dễ lắm. Đơn giản lắm, 39 cao con này luôn, xe 52 đổ về nhé. Cứ tầm 40 đến 45 là mang ok nhá. Được chưa, chị nào lấy cái này lên mã 39 cao kiểu con cái. Chị nào lấy 39 con cái này em đi chị em mình 55 cao luôn nha, xe 52 đổ về, con kiểu này đẹp lắm. Con này đẹp lắm. Đấy. Cà rô bó chỉnh cho chị ra. Giờ không nhận màu hồng đó. Màu hồng sợ không, không. Màu hồng không có chị ơi, không có hồng nhá. Chị Hà Trần em nói từ đầu không chốt màu hồng nha. Em nói là không chốt màu hồng tại vì màu hồng còn ít lắm, nhưng mà khách chốt hết rồi. 55kg đổ về lên mã caro luôn dùng nguyên nhá. 55k dùng nguyên nha. Rồi còn cặp này ba cái chị rút hết cái màu đỏ này ra cho em bán tặng đi. Em nu cho chị Thuy. Đó là có màu đỏ là em bỏ lên em bán tặng luôn. Thoát màu đỏ hình như là mình không có hợp với cái tông màu đỏ hay đâu. Còn có từng này cái đúng không? Hay quá. Một. Có thứ hai cái chứ này. Đỏ với cam luôn. 2 3 4. Lên mã khoác, khoác này khoác dài lắm. Mũ của nó là mũ hai lớp nhé. Hai chưa chốt bên tài, thì cái chị nào lên trước chốt trước thôi chứ giờ tại vì ít màu hồng quá kìa. Ít màu hồng caro chốt đi huyện caro Nguyễn Thu Thủy chứ. Caro 55 Nguyễn Thu Thủy. Cái này có 4 cái này phun bự nha. Không có lẫn riêng 34kg chị ơi. Không có lẫn riêng 34kg nha. Rồi lên cho nguyên con này. Màu vàng đẹp thế chị em nóng chốt. Thiệt màu vàng lên rất là trắng da. Có cả cái này có. Lên mã số 4 luôn dùng nguyên nhé. Nha, lên mã số 4 luôn dùng là ok. Mũ của nó là mũ hai lớp. Cái này em bán tặng luôn. Hàng này 89k. Riêng mỗi màu này em bán tặng luôn cho dễ mình là 70k. 69k. 69k nhé, phôm to nhé chị em mình ơi, phôm này chị em lấy 62 vô tư luôn, 60-62 vô tư. Nó có 6 này, nó còn lẻ tẻ màu thôi chị ơi. Con này đi chị em mình 69k luôn. Lửng riêng tới 27kg phải, còn 27kg đổ về đúng không? Quần lửng riêng bé trai á, còn từ 16 đổ lên và 27kg đổ về là có sai. Nên cho nguyên mã số 4 nhé. Đi chị em mình con này 69k luôn, dài cực dài. Nó dài cực dài, chị em mình có mua về để dành vài hôm nữa mang bản xứ. Vô mùa mang vẫn sướng, mùa này mang vẫn được. Mũ của nó là mũ hai lớp nhé. Có 4 con và em đi chẻ mình con này 69k nhé. 69k tiền sò nha, mũ hai lớp. Trong mã này là mã 69k luôn dùng là được. Nha, chị nào lấy mã 69 comment lên mã 69 luôn dùng là ok. Bộ 3D, bộ 3D. Chân váy còn ít ít, đây đây đây, em chưa lên hết, em chưa lên hết. Bộ này còn lẻ tẻ mấy bộ, em sẽ chẻ mình 79k này. Còn chân váy đó chị ơi, con này size đến 60 và lụa mango nhé. Mango hàng Sam nhá, lên mã 3D luôn dùng nguyên nhá. Sale luôn chị em mình bộ này 89k, hàng này chính xác là hàng 149k này. Hàng này em đang đây 149k. Em đây luôn chị em mình con này 89k nhá. Lên mã 3D luôn dùng nguyên nhá, 89k là được. Chị nào lấy 3D 89 comment lên mã 3D 89k là ok nha chị em mình ơi. 3D 89k cái đống này coi là cái gì đây. Một cái chân váy, cái này em sale nốt luôn cho chị em mình luôn. Của cho máy like á còn có 2% mấy ơi, 10% mấy ơi. Chị Giang Trần. 10% cắm vô dùng nguyên cái. 52 đổ về, xe cho dạy mình con này 49k. Nha, chốt mã cái này lưng của nó là lưng thun đằng sau nè. Ở trong có kèm quần nhá, 49k. Size này thậm chí 55 cái chốt vẫn được. Tránh cái cam. Cái cam, đụng cái cam là nó sụt xuống. Cái cam. Chân váy luôn dùng nguyên nha, sale chị em mình con này 49k và size này chị em mình 55 vẫn mang ok nhé. Hàng này hàng giả nha chị em mình ơi. Lấy mã chân váy 49, chị nào lấy chân váy 49 comment lên luôn dùng nguyên là ok nhé. Chân váy 49k, chị nào lấy chân váy cái này đẹp nè. Vẻ 49 cho chị Hà Đỗ. Cái này đẹp nè, chị Hà Đỗ sao vừa ta. Tốt trai hả? 69k con nào luôn, con này cực đẹp. Chị nào mua con này về á, size 52, 50 đổ về thôi. Coi 50 đổ về là chút đẹp. Nha, cho em mấy bộ dài nên em sale luôn 55k này chị. 3-4 bộ chị nó. Bộ đôi dài kìa, có mấy bộ. 69k con này size S nhé. Chị nào lấy mã này là mã nút S. Bộ dài, bộ đôi dài. Nút size S, màu nâu kìa. Bộ đôi dài màu nâu kìa. 69k size S nhé. Chị nào lấy mã 69k comment lên mã gấu cũng được, hay gì đó cũng được. Rồi 1, 2, 3 lên mã số 3. Đi chị em 55k bộ này luôn.
Thế xe đi du lịch. Ờ, xe quá đoạn lẹo lẹo miệng ấy. 52 đổ về. Đoạn lưng trẻ mình bộ này 55 cao luôn. Xả 55 nha. Cho nguyên gấu được, còn được sót được 3 bộ thôi. Nha chị nào lấy cái mã này lên mã gấu 55, size này 52 55 đổ về chị em cho ok. Xem like cố gắng tương tác với chị em mình rồi. Nút e cho chị 10 nha, lấy mã gấu sale 55. Cái này giá giật mình luôn ấy. Giật mình luôn, chốt mã gấu 55 cao luôn dùng là ok nha. Chị nào lấy gấu 55 comment lên gấu 55 cao luôn dùng, còn được 3 bộ size 55 đổ về. 52 55 đổ về. Rồi tiếp cho nguyên cái bộ này. Còn được mấy bộ và em đi chị em mình nó 55 cao nó luôn. Cho nguyên mã này là mã dài. Đôi dài á, chắc của nó là chắc có tông dẻo ấy. Có tông dẻo á chị em mình à. Mùa này mang cái này nhẹ nhẹ tên luôn. Rồi nha, cái này 52 đổ về. Chị nào lấy cái mã này mã dài 55 ca nót luôn nha, dài 55. Chị nào lấy dài 55 tầm em lên dài 55 ca luôn dùng là ok. Rồi chị Phương Vũ. Có đơn chưa ta? Chị Phương Vũ lên thông tin. Rồi đấy đúng không? Ờ gấu đó. Rồi cho chị Ôn Quyên. Chị ơi chị Phương Vũ ơi, lên thông tin trên live cho em. Rồi lên mã dài luôn dùng nguyên nhé, sale 55k. Dài sale 55 nhé, chị nào lấy dài sale 55 comment lên luôn dùng là ok. Dài. Gầu cho chị Loan Giao Phong. Cái này size S. Lên mã sọt size S. Sọt size S con cái. Dài cho chị Minh Hiếu. Con này 50 đổ về, con này chị em 69 cao luôn. Cái này eo chị em mình tầm 70 đổ về, chị em mình mau ok. Eo 70 nhé con cái thôi. Đi chị em mình con này 69 cao. Còn bộ hàng xịn con này trong hàng Quảng Châu á. Lên mã quần sọt. Quần sọt nè. Sale luôn cho dẻ mình lã. Dày hết chưa? Dày đây nè. Dày cho chị Hà quần sọt nè. Sọt cho Sâm Nguyễn nè. Chờ lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Có cả gấu đen nè. Nên cho nguyên mã này là mã gấu đen. Chị Thủy Ngọc hình như là có yếm có đúng không? Lên thông tin cho em đi chị ơi. Sọt cho Sâm Nguyễn rồi. Lên mã gấu đen luôn dùng nguyên nhé. Gấu đen và xả 55k luôn. Chị nào lấy gấu đen còn 52 đổ về thôi. Cái này mang nhẹ nhàng. Nè chắc của nó dạng sập sập. Cái này hai vậy nè. Nè vải cái này hai vậy nè. Đẹp chưa? Thấy chưa? Mùa này mang cái bộ này cũng quá sướng luôn. Nhìn nhìn nè. Có sập 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 này chị em mình thấy không? Sập ý. Trời ơi 55k chị Ti Ti. Nha chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng là được. Còn được mấy bộ 3-4 bộ gấu 55k một bộ. Chị nào lấy gấu 55, chút mã gấu 55 luôn là ok. Xả luôn cho nó gọn kho. Chị nào lấy gấu 55 lên gấu 55. Ok chị nhá. Tập trắng này size XL. Size 69 luôn. Đấy còn tập chân váy này phải thì. Đấy, cái nó cũng chân váy phải. Ừ. Số 3 cái không vừa nha. Gấu đen đây nè. Gấu đen cho chị Thảo bon. Size XL 57-58 độ về size 69k. Con này hàng Quảng Châu nhé. Size XL. Đây mã trắng XL 69. Chị nào lấy trắng XL 69 chốt lên luôn dùng là ok nhé. Trắng XL 69. Chị nào lấy trắng XL comment lên trắng XL. Đây còn cặp trong gói này ra hết nè. Trắng XL 69 gói cho chị Lưu Bộ La. Mùa này mang bộ này sướng. Ở nhà mang bộ này sướng. Quên là nặng gấu hồng. Đi đi trời. Gấu đen nha, chị nào lấy gấu đen lên gấu đen luôn dùng nguyên. Rồi tiếp lên luôn dùng con này. Size XL. Chân váy xếp ly mà size XL 57-58 đổ về. Con này đi chị em 69k luôn. Con này hàng Quảng Châu nha. Trong nguyên mã này là mã xếp ly. Sale 69k nha, con này rẻ cực kỳ rẻ luôn. Hàng Quảng Châu nha, nó xịn sò. Nó nét cho chị em mình từ đường kim mũi chỉ luôn nè. Nha, lên mã xếp ly sale 69k. Size XL nha, còn cái đây mã xếp ly luôn dùng là ok. Sale 69 nha. Chân váy là không phải tại còn mấy cái này nữa là nguyên hết luôn rồi nè. Ôi chân váy dài. Xếp ly cho chị Tí Tí. Con này chân váy dài. Chân váy dài size XL luôn. Quần em có quần này còn 2X chứ chị hả? Còn 2X chứ. XL luôn. Lên mã đen XL luôn dùng em ok nhá. Còn cái thôi. Đen dài size XL, sale trẻ mình 69k. Đen dài XL, sale 69. Chị nào lấy đen dài, comment lên mã đen dài size XL và sale 69k luôn. Quần nguyên đang mang còn đến 2XL đó. Nhưng mà nhiều cái bảng đai khác nhau. Cái này cưng chưa? Đen cái gì tí tí. Cái này size S. Lên ở lên mã này là mã caro size S, sale 69k luôn. Sọc trắng gì chưa? Sọc trắng chốt chưa? Gì tí? Sọc trắng gì Sâm Nguyễn chưa? Caro nhá, chị nào lấy caro sale 69k luôn, cái này size S đẹp lắm. Ở
trong toàn bộ có quần nhé, những đen con này hết XL rồi. Con nào quần ngắn thì sẽ có quần, quên lộ, ngắn thì sẽ có chân thêm quần ở trong. Thì cho Hà S này, cho Hà S này. Rồi lên mã sọt luôn, dùng nhưng mà ok. Sọt này size M, size 55. Không, thiệt đẹp, rẻ, đẹp dễ sợ luôn. 75k, 79 không, chính xác đây là hàng 95 nào Nguyên. Ủa sao 79k à? Còn cá này đi nắm luôn cho chị em 65k thì vì đã qua còn cái cá đâu. Caro xé thêm hết rồi nhé. 69k. Con này đi 49k luôn. Lên mã xòe luôn dùng ok nhé. Xòe xe 52. Xòe xe 52 còn cá. Chị nào lấy xòe lấy xòe luôn dùng được. Caro hết rồi. Em lấy số 10, số 11 ấy. 10 hoặc là 11 là được. Lấy số mấy đó? Số 9. 8 không vừa. 8 không vừa. Chị Châu Hà cỏ rồi. 49k. Chị nói mã nào? À quên, đúng rồi. À đúng rồi. À, đúng rồi, mã này khác. Quên. Lộ mình cứ nghĩ cái mã 99. À quên, là mã 179. Được. 119.000. 119.000. Lấy mã nhung luôn dùng nguyên nhé, con cá sai lại nhầm cái mã kia. Nhung size 55 đổ về size 69 cao luôn. Toàn bộ ở trong có quần nghe chị em mình nó. Hắn đơn giản cái này chị em mình mang đi chơi đi cà phê cà pháo vô tư luôn, nhìn hàng lên dùng nguyên. Rớt lại mã con cá em sale nó luôn chị em mình gọn 69 cao luôn. Lấy mã nhung luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy nhung lên nhung. Size là size M 55 đổ về nhé, còn cái. Còn này lấy mã nhúng luôn dùng size XL. Nhúng XL cái này là váy kiểu cái này chị em mình đi làm công sở cũng được, đi tiệc đi cưới cũng ok nhá. Sao nói chị em 69 ta. Đấy còn mấy cái nữa là hết rồi đấy. À đây còn con sọc XL. Hồi nãy có chị nào sọc XL. Hết rồi đấy, chân váy là hết luôn rồi đấy chị em mình nhá, sạch luôn rồi đấy. Thấy không còn nữa đâu. Quần nguyên mặt cho chị Ngọc Hà đã. Chị ơi em nói nè, nhưng mà cái này nó là nhiều kiểu cặp khác nhau nhá, có cái là chữ này, có chữ Chanel, có chữ LV. Có cái là cặp đá, không chọn nhá, nhưng mà form như nhau hết. Nhưng mà các kiểu cặp khác nhau, chị em mình ok thì lên nha, ok thì lên các kiểu cặp khác nhau. Đây luôn chị em mình là 89k. XL ấy chị Ngọc Quyên. 6 không. 2x tầm 60 đổ về. Phải không chị, con quần này bình thường đến 3x đúng không? 2x. Thấy to nhất à? Thì 62 được. Rồi nha, con này sọt. Sọt trắng, size 69k luôn, size XL. Sọt trắng size XL size nót luôn chị em mình là 69k. Nha, chị nào lấy sọt trắng lên sọt trắng size 69k. Cái này là rớt mão lại thôi. Đã lại qua rồi. Còn rớt lại cái thôi. Nha, rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Cái này mà có size nhỏ là nguyên trừ luôn rồi. Thì chị Bích Phương hai cái đi. Chị Ngọc Hà đàn cái. Quần nguyên đang mang lên luôn chung mã boy 89 đây nè chị em mình nè. Nhưng mà em nói là có nhiều kiểu cặp khác nhau. Mùa này mang con này bao xứ. Đấy. Chị Ngọc Hà đàn đang hỏi. Rồi. Đây chị em mình nhìn form này. Nhìn form luôn dùng cái này chị em để 62 vô tư. Thấy là để 62 vô tư nha. Từ 40 đến 62 có size con quần đang mang, quần này quần dáng boy nhé. Sale con chẹo mình là 89k một con. Hàng này hàng chạy 125k. Hàng thị trường chạy 125. Cái gì đó chị? Ủa cái này còn à? Thế có size XL thì chưa cho chị đi. Cho chị Hà bún. Có size XL không? Bùi mì á, ừ. Rồi cái này còn mấy cái này. Quần đang mặc cho chị Ngọc Hà đặng luôn, ok. Cái nào cũng trâu nhá, nhưng mà size S thôi. Cái này size gì em 49k. 49k nhá, lên mặc S trắng luôn dùng nguyên nhá. Size 49k S trắng, còn cả S trắng, chị nào lấy S trắng lên S trắng. Cái này còn 2. Cái này là dọn quần giả váy, nhưng mà 48 đổ về thôi. 48 đổ về thôi, lên mã kaki luôn. Xe 49k luôn, được hai cái. Cái này dán quần giả váy á. Cái này phút neo này. Có chị ơi, có quần Nguyên Nam anh size 6 chục cho chị Hồng Diện luôn. Ok chị Hồng Diện, con quần này mùa này chị em không mua hơi phí. Mang đi chơi cũng được, mang đi làm cũng ok. Ê cái con quần màu hồng đó nhưng mà mix áo trắng lên đẹp đó chị. Bóc lại cho chị đừng khủng 10 con. Bóc lại cho chị 10 con lộn xộn mão đi. Kaki thị trô 49. Không phải không, thị trô không có. Đây chị Lệ Thủy và chị Thu Hà lên trước. Lệ Thủy với Thu Hà, kaki nó hết rồi đúng không chị? Kaki trắng hết rồi đúng không? Rồi từng này con size
50 độ về nha, 50 độ về thôi. Con này là mì hàng, hàng 55k. Cho em cái màu hồng. Chị trừ cho em cái màu hồng sao nhỏ. Xe áo chị trừ cho em cái đi. Xem màu hơi rộng rồi. Để mix với áo trắng, mix sắc đẹp ấy. Rồi nha, còn con này em đi cho em 49k luôn, mì hàng. Mùa này mang cái này sướng lắm luôn ấy. Mì hàng nha. Size toàn 50 độ về thôi. Nha cho size M. Đi 49k gọn luôn. Quần váy trắng em hết rồi. Quần này chắc của nó là quần U mì hàng nha. Đi 49k hiện tại con này em đang sale 55k. Đợt này nhập cao. Nhập cao lắm. Size L đó à. 49k nhá, đây mã mì hàng 49k luôn dùng rồi. Ok. Chị tuổi xe nhỏ à. Xe M đây, xe M nhỏ nhất nè. Xe chị Sương Thu luôn kìa. Sương Thu. Xe 2 đi Phạm Bích Phương có rồi. Con này đẹp lắm, kiểu. Con này kiểu, cái này em đi chạy mình nói là 59k luôn đi. 59k lên mã kiểu nhá. Quần ca cây xe này 57 độ về là chỗ ok. Đây mã kiểu xanh luôn dùng ok nhá. 59k thì tương tương. Thế thì màu, ví dụ như màu mà đủ ri cho chỉ mấy cái kiểu gì, kiểu đây này, hai cái thôi. Mì hàng cho dì bé tù này 50-52 được nhá. Áo khoác theo màu hồng rút sau lưng em có 60 ký không? Thế à, xong chị ơi, hàng này hồi sáng cái sốt nó đã bán 190 nghìn. 190 nghìn. Có cái loại người ta bán vẫn bán 69-79k không phải nhé. Em nói trước nha. Tại vì ở ngoài thị trường đó, y cái mã này là hàng ngoài thị trường đang chạy là 190 nghìn. Rồi nha. Kiểu mì hàng cho chị Hiền Phan luôn mình kìa. Hiền Phan mì hàng. Cái con này, hai con này đang rất là đẹp. Nhưng mà chị em biết sao, nó bị dơ một xíu. Cái này chị em lại giặt dù nguyên nhé. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Con này Nguyên đang định chừa lại để mà mang với cái áo trắng mix for set này. Hàng Quảng Châu nhé, nhưng mà nó bị dơ xíu đó chị em mình nè. Thì đây, nếu mà có size S thì chừa cho em luôn. Đây này bị dơ xíu nhé. Từ từ chờ em xíu. Con này lên mã sale luôn dùng 39k luôn. 39k nhé. Con này đang rất là đẹp, vải của nó cực xịn luôn. Hàng Quảng Châu bị dơ xíu này. Đây này bị phấn nè. Giặt nè. Dùng đơn với chị dùng đơn với Yến gì vậy ta? À Thủy Ngọc. Quần 49 này Thủy Ngọc này. Đây mã sale 39k luôn, nhưng còn được hai cái. Quần này cực xịn luôn. Nha, size L rồi, size L 57 độ về. A M đây, M đây. Chị Yến Mary. Còn size L 57 độ về nha, đẹp lắm. Con này đẹp lắm, 39k lắm luôn. Thì nào lấy mã 39 size L nha, em còn size L chị lấy một chút nhé. Chị Trần Thị Thu Sang này, như chút đơn chưa có thông tin đúng không? Xả rồi. Mua hàng không có thông tin nhà em xả đơn rồi. Xin lời cho chị Kim Chi Nguyên. Áo chống nắng ở phía sau em bao nhiêu tiền? 85k chị ạ. Đây. Đây em mang thử chị em mình nhìn nè. Hồi sáng em mới vừa hỏi xong. Tại vì thấy giống của mình đi. Nhưng mà là bán 190, phải hồi nào hồi sáng em nói mấy? 195 nghìn. 195 nghìn. Chứ không phải cái hàng có lọ hàng mỏng đi 7989, à 79k cũng có, 69k cũng có. Còn cái hàng này là dòng hàng xịn nhá. Nè, khoác lửng. Cái này chị em tầm 52 độ về thôi. 85k con này nốt luôn. Hàng này là em đã sale rồi. Em sale cho nó gọn thôi. Còn hả? Còn một cọc lộn xộn nè. Đây nè, lẻ tẻ toàn bộ. Cái này là hàng đẹp hết chị em mình nhìn nè. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã theo chị. Hết là chị Nguyễn Hiền. Cái này thì trôi nè. Gió thị trôi nè. 85k, cái con này cũng xinh lắm nè. Màu này là màu à. Màu tím nha, chị nào lấy tím lên tím luôn. Dùng nguyên size 52 độ về, vải nè. Vải nè, nhìn đã không? Không phải hàng sổm sổm đâu nha. Nắng lanh là em xem 125. Nè, con này đã lắm. Lên mã tím luôn dùng nguyên nhá. Đây luôn chị em là 85k, size 52 độ về chị em chút đẹp. Cái này dạng phông lửng. Đẹp chưa, nhìn chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Không phải hàng khô thô đâu. Ở đó, ăn mang đó. Cái này là Nguyên định để cho Nguyên rồi. Đó, giờ để cái mua này đi.
Rồi nha, lên tím luôn nha Nguyên. Màu này cũng đẹp đúng không? Màu này mát nhẹ tay. Gấu, gấu nó còn màu chưa chị? Màu nó hết rồi. Tím luôn dù Nguyên nhá, xe chạy mình 85.000 tím. Chị nào lấy tím, lên tím luôn dù ok nhé. Cái mã gấu này như là còn cái màu kia đấy chị, cho em đang còn màu gì cho em lên luôn. Cái này còn hai cái xe nhỏ, xe 48. Xe 48. Xe 49 cao luôn. Chốt ngoại quần vải ép kaki nhá. Size 48 và xe 49 cao luôn. Chị nào lấy mã đó thì lên luôn dù Nguyên nhá. À, cái này không phải là gấu. Cái này là chữ theo người Hà luôn dù Nguyên. Đó nó gấu trắng. Xịn sò luôn. Nha, lên chung chung nguyên con này. Lên mã này mã nu luôn dùng nhá, 52 độ về thôi. Em xe luôn, cặp đó là cặp thun thái à chị? Cặp nó thun thái à? Chống nắng phía sau à chị ơi, chống nắng phía sau là 125 nghìn. Lanh dài hai lớp 125k. Rồi lên cho nguyên con này. Lên mã kem xe 50 độ về là xuất đẹp nhá. Phom lẫn với chị em mình không? Kem 52 đổ về chị em chốt ok nhá. Lên con này em đi luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình 85k kem. Chị nào lấy kem lên kem luôn cũng là được nhá. Kem lên cái đóng áo thun đó đi. Ui, còn mấy cái này hàng xã à? Trời ơi, hàng này đang đi 6 mấy nghìn? 69 nghìn đúng không? Xe 50 đổ về, còn được 2 con, đi 55k kem, luôn. Kem với chị Thụy rồi. Kem có 3 cái rồi. Chị em tầm 50, 52 đổ về chốt được, 50 đổ về đi cho nó thông thả. Em hiện tại em 52 tiếng rồi đó. Có tông có chị ơi, có tông có, hàng xe 89k. Thế 52kg đây chị nữa, bữa lên lên cao 52kg nữa à. Đi bằng em rồi. Biết ai biết cái cần nó già hay không, chứ tình xấu, tình tới 64kg. Tình bình thường 61, 62, chứ bên đây 64kg. Nhưng mà nhím nhím đang có 19kg mà. Cũng nó nhím căng lên có 19kg. 55k caro và 55k, cái này 52 độ về, con này xinh lắm. Hết rồi nha, 55k nơ luôn. Cái này là giá em sale này. Hắn còn lẻ tẻ lại là em sale thôi. 55k caro, 55k nơ nhé. Chị nào lấy mã 55, tức lên mã 55k luôn dùng là được nhé chị em mình nói. 55k caro, 55k nơ. Ôi, cái con này chị sò quá nè. Năm mươi lăm cho chị Tết mùa đông. Con này đẹp lắm luôn nè. Cầm cái con áo nó nặng tịch tay á. Nè. Lên mã này là mã tím nhạt luôn dùng nguyên nhé. Xịn sò quá chị em mình nói. Cầm em mã tím nhạt luôn dùng nguyên nhé. Nè. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Tím nhạt nhé. Xe này 50-52 độ về chị em chứ ok. Xe luôn chị em mình, con này 85k. Chút 52 cái độ về. Bỏ qua đây em sale này cho nó nơ kìa. Hết nơ rồi. Hết nơ rồi hả? Hết mùa đông rồi, còn đây trong nguyên mã này là mã tím nha. Xe 50 đổ về nhá. Tím nhạt em sale luôn chị em mình, con này 85k nhá. Hàng này nhớ luôn dùng nguyên là hàng người ta đang chạy 195.000 nè. Nó ở lúc sáng 195.000, 190.000. Lấy mã tím nhạt luôn dùng nguyên nhá. Sale luôn chị em mình, bóc ốc hàng, bóc hàng. Rồi nhá, cái này em còn máy cá, lên mã kiểu luôn dùng ok. Đi tục chứ còn để đã đi phải bán hàng cho người ta like, rồi đi bóc hàng like nữa trời. Bán mấy cái mã nó lên rồi. Mới đi, cái nào mới đi thôi. Rồi nha, cái này em đi luôn chị em mình luôn. Nắng dài phía sau là 125k. Con này em còn tầm khoảng 30 cái nữa là hết rồi. Nên là chị nào chưa có nói nè, riêng cái này nó tiền sò rồi. Hai vị chị em mình thấy ở ngoài, ví dụ như hàng hàng này chuẩn hàng công ty nhé. Chuẩn hàng công ty là lanh nhung. Hai chị em để 60 nhé. Toàn bộ là hai lớp nhưng mà chị em mình để nè. Hai lớp một màu. Hai lớp một màu. Ví dụ như hàng người ta mai nhiều chỗ người ta ấy thì là người ta sẽ có thể là người ta mix ở trong một cái màu khác. Nhưng mà màu khác vải nó khô hơn. Màu khác vải nó khô hơn. Đấy, cái này đều dùng được cả hai mặt nhé. Nắng lanh dài hai lớp hàng hàng công ty. Mới nói là con này bao xịn. Nguyên còn tầm khoảng 30 con nữa là hết nhá, bao dài luôn nè. Mã này thì em đi luôn chị em mình, nhiều họa tiết đây chị em mình 125.000. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng em trước chị em mình thôi. Mỗi chị em mình vô xem like tương tác đẩy view lên xíu nhá. Tặng 25, à quên lộn, tặng 125 luôn.
Thì nào lấy cái mã này lên mã 125 luôn dùng nguyên là ok nhá. Size này chị em lấy 60 là ok nha. Lên mã nắng dài toàn bộ là hai lớp dài ngoằng luôn. Đấy, thì nào lấy nắng dài chút lên nắng dài 125.000. Cái mấy con màu đỏ này em mới lên con 125 nhá. Thì nào lấy nắng dài lên nắng dài. Tương tác chứ sao mà lên đứng trơ thế trời. Thì biết mà lên chứ. Dép này mình còn 34 không hả ta? À 35 không hả chị? 35 không chứ nào em bỏ. Không chọn màu, không chọn họa tiết đâu chị ơi. Còn bộ cái đó em không cho chọn họa tiết. Tại vì màu nó na ná giống nhau. Chị nào thích thì lên thôi nha. Cái này em có 3 cái. Size 52 đổ về. Cái này xinh. Lên mã kiểu tím 52 đổ về nhé. Con này toàn bộ 52 đổ về. Được chị ơi, dưới 60 là ok. Nói chung là dưới 60 là đều mang được hết. Như thế là chị em mình chốt thôi. Con này 50, 52 đổ về. Còn 1, 2, 3, 3 con nhé. 4 con nhé. Em đi nói luôn chị em mình con này 49 sao luôn. Hàng này hàng 69 sao đây nè. Lên mã kiểu tím luôn dùng ở trên mid range nha. Cái này chị em lấy quần mấy quần đùi lưng cao lên cũng đẹp. Đi luôn trẻ mình con này lên mã kiểu tím 49k. 49k nhé. Có được 4 con thôi nha. Lên mã kiểu tím luôn dùng 49k. Kiểu tím và kiểu đo đô. Đau hết trời. Để biết mà lên sao mà thấy đứng đơ nè. Chọn những con này mà không chốt thì phí quá. Rẻ quá. 49k đỏ đô luôn. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng là được nha. Chị nào lấy cái này size 52 đổ về là lên ok. Size 49k. Cái này không lấy à. Hôm bữa nào chưa lại được không? À cái này bị dơ xíu, bị chấm nhẹ. Con này thun thái nhá, 779 nhá. Con này bị chấm nhẹ xíu. Cái này em sale luôn trẻ mà nó luôn 40k. Thun thái 779 nha. Đi mã 40 luôn. Chị nào lấy mã 40 comment lên mã 40. Em nói là siêu rẻ. 2888 779 mà con này đi 40 bị chấm nhẹ xíu thôi, không ảnh hưởng nhá. Lên cho nguyên cái này đi chị em 40k. Chị nào lấy thái 40 lên thái 40 là được nhá. Thái 40. Cái này là cái rì đai toàn phong đúng không? 40 cho chị Huỳnh Như. Rồi lên mã bò 40 luôn. Không chọn màu đâu chị, chọn ok thì lên thôi. Không có cuộn năng. Không chọn màu nha. Riêng cái những cái này thì không chọn màu. Lưu ý luôn dùng nguyên. Con này lên mã bò 40 luôn. Chị nào lấy bò 40 nên bò 40 luôn dùng là được. Bò 40 nhá. Thun thái á. Con này là thun thái và size 62 đổ về. Hàng đó hàng 60k nè. Lên mã thái hồng phông to nhá. Thái 40 hết. Thái hồng phông to. Bò cũng là thun thái nha. Hồng này cũng là thun thái. Hàng bự này là hàng 60k của nguyên hết ấy. Em sale nó hết chị em mình con này 40k luôn. Nè. Hàng này đang sale 60k. Lên mã thái hồng. Chốt mã thái hồng luôn dùng nguyên nhá. Đi chị em mình 40k. Thái hồng và bò đi 40k nhé. Chị nào lấy thái lên thái. Cái này bộ thun thái còn bộ size 60. Đây đến thái nó lên màu. Thun thái nhưng mà kèm màu hồng chị ơi. Hồng hoa văn. Lên mã lửng thái luôn dùng nguyên này. Size 55 đổ về nhé. Con này hàng đang đi 95k đúng không ta? Thái lửng là 95k. Thái lửng là 95k. Wow, hết. Em đi chị em 79k luôn. Còn bò. Với nó đơn giản như thế này, chỉ có một con áo thun thái là người ta đang chạy là 85 với 89 nghìn một con. Riêng con áo không là 85, 89 sao một con. Lên mã lửng em sale chị em 79 sao luôn. Size 55 đổ về chị em chút đẹp nhá. Comment mã này mã lửng 79k. Chị nào lấy lửng lên lửng luôn dùng là được. Lửng 79 nhá. Cái cọc chi chồng cho nó chị hề. Lên mã lửng nhá, chị nào lấy lửng luôn dùng là ok. Cái thái này thì chừa lại giùm em, tại vì còn về nữa. Cái thái này còn về nữa hàng nữa chị. Thái này còn về hàng nữa thôi. Rồi nha, chị nào lấy cái bộ lửng lên, bộ thái lên bộ thái luôn dùng là ok. Con này lên, con này 39k, cái này hết hàng rồi nè. Lên mã nát 39k luôn. Lưng con này xây 60-62 vô tư nhá. 60-62 vô tư, con này là có tông tàu. Con này có tông tàu nhá. Xeo luôn cho dễ mừng luôn. Tiếp đi chị. Rồi lên cho nguyên con nè. Phải tách ta. Cho chị ấy một cái nắng 125k. Tách ta nha. Tách ta là hàng trăm mấy nghìn.
con hàng 100 mấy nghìn một con này chị em mình. Bà chỉ cho chị Nguyệt Như Ly SM thôi, SML nhé, 57 độ về, hai cái M hai cái L một cái xe F, trăng váy ao lộ làm gì có cái nào 29 căn còn cái chi 29 39 hết 39 lách đây chị Nhung Lê. Rồi nha, con này là quần tách ta nha, hàng này là hàng 190 nghìn, HG chạy 190 nghìn một con quần tách ta, hàng hàng Quảng Châu nhá, size S, size M, size L, tầm 55-57 đổ về nhé. Cái này nó sao mấy chị 69 nghìn nha, lên mã này là mã đen 69k kèm size SML, cái này chị em mix set lên đẹp lắm, SML nhá, quần tách ta đây chị em mua xong sợt lại. Sáng nay nhận mấy quần tay xinh quá luôn Nguyên. Cảm ơn chị Xuân Bình nhé. Rồi nha, chốt lên luôn dùng Nguyên cái này. Chị Xuân Bình là ở đâu mà nhận nhanh? À, Xuân Bình là Nguyễn Mai Hiên. À, thế mà nhớ chị Xuân Bình là đi tỉnh chứ. Giống cái chị, à, chị Vũ Xuân mới là đi tỉnh đúng không? À, Hà Nội hay không? Rồi nha, rồi lên luôn dùng cái này nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn cho em mình là 69k quần tách ta. Những cái mã này chị em mình đi ra ngò HG nó bán cao lắm, 100 mấy chục nghìn ý, 190 nghìn nha. Chị nào lấy tách ta lên tách ta luôn dụng là ok. Rồi tiếp kéo mấy cái bao lẻ ra cho em, nhiều ít quá, nhiều ít cực ít luôn, cứ 60 mấy view ấy. Tặng nốt con nào luôn, ai nhanh có 1, 2, 3, 4 không chọn màu, 5 con lên mã tặng nắng già luôn dụng là ok. 2, 3, 4 5 con nhé, không chọn màu nha. Hàng nốt nha, chị em mình xem like nó chịu khó tương tác nhiều, chị chữ vô xăng nè, một là hàng xã nè, lâu lâu không đồng mới thấy comment lên phát thôi, hoặc là 19k mới comment lên phát, còn không thì im luôn. Ít ra mình sang hàng sale mình còn phải làm gì cho người ta có động lực, người ta hàng sale chứ. Nhiều chị hai thiệt gì chứ. 5 con 2, 4, 5 con nha, cái này bán tặng luôn, 59k luôn. Ai nhanh cả 55k luôn đi, 55k luôn, nắng dài luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy nắng dài lên nắng dài sale luôn, size 55 độ về. Còn được mấy con đại nó, hứa con cái tái là em đi luôn cho nó gọn kho thôi. Sale luôn trẻ mà nó con này giá 55k đúng không? Cái này thì chỉ có nhà Nguyên bán thôi đúng không? Dài ngoằn luôn nha, lên mã này là mã nắng dài luôn dùng Nguyên, sale gọn luôn. Ở có mấy cái nè. Rồi nha, lên luôn những con này 55k luôn, chị nào lấy nắng dài lên nắng dài 55 cho chị. 55k nhá, chị nào không chọn màu nha, có 5-6 cái đó không chọn màu nhá. Nè, còn màu đẹp thôi, còn màu đẹp mà sót lại mấy cái 55k thì nó không bằng còn một con nắng ngắn luôn, không bằng con nắng ngắn, lấy mã nắng dài luôn dùng 55k. Được mấy con luôn, Phương Vũ size 55 đổ về cho size L thôi nhá, 55 đổ về cho size L thiệt. Nắng ta cho chị Lê Phương nắng dài, ờ nắng ngắn bán tặng luôn 55k nắng dài luôn, siêu rẻ chị Phạm luôn, siêu rẻ chưa, chị nào lấy nắng dài lấy nắng dài sale 55k ăn con đi cho nó bay hết nha, chốt lên mã nắng dài 55k, chị nào lấy nắng dài 55 cái này nó có làm sale đủ dài. Cái gì mới lên thì bà mò ra, còn cái gì chưa lên thì bà không bỏ ra. Rồi nha, cái này có mấy cái thôi. S nè, S nè, XL nè, L nè. Cái này còn SL và XL nha, con này còn là SL và XL. Thằng nó luôn 29k nhanh có. Hồi làm đơn cái nào đó không có khiều nãy mình chụp hình ấy, có khiều nãy chụp hình ấy là đó, tặng 29k luôn, siêu rẻ chưa. S cái dạng mình 48, con này chắc của nó là đủ sức quần ống bo nhé, 29k nha, đủ sức ống bo tặng 29 luôn. S cho chị em mình 48, L chị em mình nằm 55 và XL chị em mình 57, 29k con sẵn hồn chưa, chắc con này là đủ sức chị em mình là ống bo nhé. Này còn sót được mấy con nên là em lên gọn luôn, chị em mình có ăn cọc thôi. S48, L55, XL là 57 thôi nhá. Đây luôn trẻ mình con này tặng 29k luôn.
không em đọc cái số ký như này chốt thôi. Chị Từ Anh có đơn chưa? Không có à? Không, chị nào không có đơn thôi bỏ qua những cái này. Em này lắc lên lên tâm cặp cho lừa cái tên lừa chứ mua nhiều chị mua 29k 39k để miết luôn, ưu tiên cho khách đang có đơn nhé. Chị chốt cho khách đang có đơn nhé. Chị Nguyễn Minh Tâm, chị Hà Nguyên, ưu tiên chốt cho khách đang có đơn nhé. Rồi còn size L, size S, size XL tặng 29k luôn. Chị chốt cho khách đang có đơn thôi, S cho bé xù. Chứ nhiều chị mua một cái vô xăng cái không đồng với 19k với 29k xong để biết cái nút xả đơn mất công. Không, em không lay đầm, không lay đầm nhá. Rồi ok, Nguyên còn size L và size S không lay đầm nhá. Đầm nhà Nguyên có máy, ta có máy đầm đó để xả hết cái gì lại ta rồi đặt may đầm sau nha. Size S Nguyễn Thu Sương có đơn không? Không có đơn thôi nhá. Thì nào không có đơn thôi để bỏ qua cái mã này đi, chứ không đến lúc chốt đơn có con cái vô xăng có con cái 29 xong để lại. Cái này em gặp nhiều lắm rồi. Rồi nhá, con này tặng 55k luôn, con này dập văn nhá, tặng 55k, hàng này đang đi 69k. Dập văn có con cái. Chị ơi, chị Phương Vũ ơi, chị coi like coi rõ giùm em. Nãy giờ em like rất là nhiều. Em báo nắng dài là chỉ có 55kg đổ về, giờ chốt xong là chị bảo 60kg hàng rồi mất công là đến xuống rồi, rộng chặt cũng kêu. S thì S cho chị Thuy Ngọc. Em đọc rõ luôn bao nhiêu chị mà 70 mấy chị coi like để ý luôn cho em. Dập văn cho chị Yến Mary. Em báo là 55 đổ về rõ ràng luôn. Rồi nè. Ui, nghe con à. Trời ơi. Đó. 35k bà ra đen. Cái này chị em lấy 60 vẫn mau ok. Bà ra đen nhé, 60 vẫn mau ok nhé. Chị nào lấy bà ra đen, lên bà ra đen còn cái 35k nó. Chị nào lấy bà ra đen, con này tặng 29k. Bà ra nu có, để đó cho em đây đang xem. Xích xích qua bên này thôi. Bà ra nu con cái bán tặng nó luôn 29k bà ra nu nhé. Mà đang mình nhìn vô cái màn hình đang chui chui cả. Đang chui thì lùi thế này. Cho Nguyên lại cái điện thoại của Nguyên đi. Thảo môn. Ha, hay là con mắt em không? Không sáng đúng không? Không. Đấy luôn. Vậy đó. Chị lấy thôi, cái chị lấy. Cái tẩy trang ấy lau sơ những cái kính em cái này. Em không thấy hết trơn luôn á. Em lau miết đi. Mà không thấy bụi nhiều quá. Không thấy cái gì luôn. Rồi lên mở bà ra đen luôn Nguyên nhé. Cái này dài cực. Nu cho chị Thu Hà. Cái này dài cực. Nhìn nè. Cái dây của nó là có tăng đơ luôn. Cái này chị em mình điều chỉnh luôn được nhé. Mốt dài lắm. Con này mốt cực dài luôn. Nha, lên luôn cho bà ra đen. Bà ra đen. Bà ra đen cho chị em 39k nha. Cái này để nặng mang đẹp nhất là tầm 55-57 độ về. Nha, bà ra đen. Cái này bình thường chị em mình không ưa mang cái này, không mang với quần đùi đi chơi cũng được. Mang không với quần đùi đi chơi cũng được. Xe ông chị em mình con này 39k vải dài lắm, không phải hàng mỏng mảnh đâu. Vải dài và riêng cái phần dưới này nè, phần bo này, phần hai lớp. Lên mã bà ra 39k luôn nhuận là được nhé. Chị nào lấy bà ra 39 chút lên luôn nhuận ok. Em rồi biết ấy. Mà hết mùa đông 39. Nhịn tới thui không thấy được cái gì luôn. Có. Rồi lúc đi cắt kính cũng có nhưng mà giờ không biết ở đâu. Bà ra đen nhé, bà ra đen cho Thu Sương đào luôn. Quần Nguyên mang là 89.000 một con. Đài size đến 62kg nha, đài size đến 62kg. Rồi tặng con này, tặng mã này. Hồi nãy giờ chưa? Chị lấy nước chi chị lao đó. Ta về Hương Lê. Con này dạng thun lạnh đấy. Bộ này dạng thun lạnh nhá. Thay 55 đổ về. Quần của Nguyên cho chị Nguyễn Kim Ánh. Bộ này là bộ thun lạnh nhé chị em mình ơi. Sale 49k luôn. Nguyên cả bộ. Thay 55 đổ về nhá. Sale bộ này 49k luôn. Rẻ quá thẻ bùa thu lạnh. Nhiễm chi. Nhiễm chi. Xe 49k đi. Chị nào lấy cái này lên mã bộ. Xe 55 đổ về là xe 49k. Chị nào lấy bộ.
lên mã bộ tặng bộ 4 chiếc tại vì view ít mà 49k nhé, chị nào lấy bộ 49 chút lên luôn dùng ok nhé, còn được máy bộ 4 bộ thôi, bộ 49k. Rồi tiếp không chị ơi, đưa cái điện thoại nguyên cái điện, đưa cái điện thoại ấy thế này, điện thoại ấy gọi chị bộ 49 nha, sale nó luôn cho nó bay luôn. Lấp đầy cho hồ chứ. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Lên mã Mickey 49k luôn, size 55 đổ về chút đẹp. 52 đổ về thôi. Trời ơi, bộ này siêu vãi. Bộ 49 này bộ dài á cho chị à. Không, cái điện thoại này điện được á thì. Đưa cái điện thoại kia điện được á. Cái điện thoại kia nè. Cho chị lưu bộ la. Ba mắt. Lên mã này 49k luôn. Lên mã Mickey 49k luôn. Chị nào lấy Mickey lên Mickey luôn dùng là được. 49k luôn. Mickey nha, lên rõ mã cho em. Mickey hay bộ nào chị Sương Thu ơi. Chị nào lấy mã Mickey, lên mã Mickey 49k luôn dùng là được nha. Chị à, cho em. Cho em gì ta. Cho gì ta. Bộ hút. Sương Thu là chắc chị là Mickey hay là chị. Dạ. Cho em vô cái. Dạ dạ. Dạ, chồng chung quá hề. Ý không bữa. Chị thương, chị Sương Thu Mickey à. Lên rõ, lên rõ mã cho em. Mickey cho chị bé xù. Lên rõ mã dùng nguyên nha. Mickey tròn. Mickey tròn. Mickey cho chị Thụy Ngọc. Bộ lỗ không nguyên nè. Bộ lỗ hết từ đời nào giờ rồi. Còn cái bộ nào hết. Bộ lỗ. Ôi nó sao đã ồn, 29, 29 rẻ quá cũng kêu. Phần giọt nhá, cái này xe ép 50 đổ về, cái này khóa kéo sau này. Con này xe, ui bỏ mấy con đó lên đi. Con này xe luôn 49k. Ok, mai chở, mai Duyên chở cho thùng bò hút lên uống kìa. Lên uống đỡ kìa, bộ trước. Ấn đổi đi đây, sinh nhật đồ. Con này đi 49k luôn, bộ trước chị Xuân Thu. Bộ trước chị Xuân Thu. Rồi lên con này hàng 69k đây nè. Mấy con thì 3 con, 4 con gì đó. Hàng này 69k, cái này phun bự nhá. Phun phun bự lắm, phun này chị em lấy 62 vô tư luôn. Mai chờ cho mình chẳng bối. Lên mã này là mã chữ đen luôn dùng nguyên nhá. Con này chắc của nó là chắc cốt tông tàu và hàng này chuẩn hàng tàu luôn. Hàng này em đang đi 69k này, có mấy con thì 3 con này 4 con. 4 con lên mã 45k luôn, ai nhanh có. Trong nguyên mã 45 nhá, siêu rẻ chị em mình thôi. Hàng 69k em không nói điêu. Cái mã này có màu nu với màu đá xanh rồi đấy. Đấy là hàng này nè. Sale luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình là 45k luôn, chưa bao giờ có được giá này hết. Hàng này hàng xịn nhá. Lên mã 45. Có mấy con thôi. Chút lên mã 45 luôn dùng là được nhá. Chị nào lấy 45 lên 45, có 4 con. 45 thôi. Chị Mary. 45 có 4 con nha. Chị nào lấy 45 comment lên 45 luôn dùng là ok. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên con này. 45 nha chị Hoa Văn. Xe S 29k luôn. Đi chưa? S 29 luôn. Nha, lên mã S 29k luôn. Đó chị Nguyễn Nga. Chị Nguyệt Nga. Còn có nữa. Thế? Tìm mai 2 con. Không, thì chốt đường con với lên danh vậy. Chị cùng tìm mai đem trước mà chưa có thông tin. Phùng Thị Mai chưa có thông tin vậy. Lên thông tin đi chị Phùng Thị Mai ơi. Lên rồi chốt đơn nhé, con này đi 29k luôn. Xe 48 đổ về, chúc bạn 29, xe 48 đổ về là ok. Nha, comment mã này là mã. Mấy bộ lanh này em sale luôn nốt luôn, 49k luôn, được 3 bộ. 1, 2, 3 bộ. Nha, lên mã lanh chữ, 52 đổ về chị em cho ok. Chị Phùng Thị Mai lên địa chỉ, lên số điện thoại trên live cho em rồi chốt, còn không làm chốt cho khách khác nhé. Cái này em có 3. Có 3 con, lên mã bộ nách xe 52 đổ về. Cân chưa? Nắp cánh tiên nhá. Cái gì màu đen chị ơi? Chị mấy con không thấy. Có màu đen không? Ý là cái quần đuổi xước nó có màu đen, em không còn. Hàng nó lẻ tẻ là còn em xả thôi. Con này đi bộ nách. Đi luôn chị em mình bộ này 49 cao luôn. Nách cho chị Khương Linh. Phải chưa? Bộ lanh nhá. Không có ít quá nên là Nguyên không up lên trang đây. Cái này cứ lẻ tẻ mà ông cá
Thế thôi xe mắt trên like chị nào mua được cái gì mua cho nó khỏe. Cho chị Phương lên size 52 đổ về nhá. 52 đổ về. Lên mã chữ 49. Bộ sắc mắt chữ 49 còn được 2 bộ. Rồi bộ Mickey còn bộ. Rồi mua. Mua cái bộ lanh này mà 49 nên. Lên mã Mickey. Còn đuổi trước không có đen chị ạ. Hết đen rồi. Hết đen lâu rồi. Còn sót sót nên là em sale thôi. 29.000 mà. Mickey luôn dùng nguyên nhá. Size 52 đổ về. Rẻ quá hề. Cái này em nói đơn giản chị em mình mua cho con gái lớn cũng được. Nó bốn mấy ký mua cho nó cái này. Bây giờ chị em mình mua rẻ nhất là 70.000, 80.000 bộ rồi. Cái đâu ra được giá 49.000 một bộ Mickey này. Nha, lên mã Mickey luôn dùng nguyên size 52 đổ về. Cho người lớn, còn chị em mình nếu mua cho bé nó tầm khoảng 45 ký đã mang được những cái bộ này rồi. Nhá, chốt lên luôn dùng mã này mà Mickey 49k luôn dùng là được. Mickey 49k thì nào lấy Mickey bộ này xem nè. 3158 này được chị em 55k luôn. 3158. Mickey cho chị Nhung Lê. Ôi. 55 khiền luôn. Bộ lanh là chị Ngọc Xuân. Size 55 57. Cái kem hết rồi. Con này size 55 57 đổ về chứ ok. Chứ mã 55. Rẻ quá nè chị em mà. Hết Mickey rồi. Lên cho nguyên mã này là mã gấu. Ui cái này cưng hết. Nè, nàng coi cái bộ 55.000 của nhà Nguyên. Sai chị em mà 55 57 55 đổ về cho nó thông thả. Trời ơi 55.000 ba bộ. Đấy, bắt ba bộ à. Cái gian tràn bộ này. Rẻ quá. 55.000. Cái gì gian tràn. Cho chị Hoa Văn. 55.000 luôn. Siêu rẻ nhá. Siêu rẻ nhá. Giá này giá tặng trên like thôi. Và chị nào lấy cái này cái gì còn ít là em không có up lên trang cá nhân. Nên là chị em mình tranh thủ chút trên like nhá. Còn được ba bộ gấu. Còn bộ xám này nè. Có một bộ xám này nè. Ôi bộ này nặng trịch luôn. Chị mua cho nó bộ này nè. Chị bộ này đẹp quá nhỉ. Nặng trịch luôn nè. Lên mã chữ xanh nhá. Phone này chị em 60 vô tư. Nhìn nè. Nhìn luôn dù nguyên nè. Cầm cái bộ này nặng trịch. Ý là chị nó mua sinh nhật đứa nào đó. Nè 60 cái vô tư luôn. Nha. Em nói 60kg mà. Lên mã chữ xanh 55k. Gấu chị Hiền Liên rồi kìa. Gấu chị Hiền Liên. Gấu còn không? Gấu chị Hiền Liên. Gấu Phùng Thị Mai luôn. Chữ xanh cho. Chữ xanh cho Phương Linh. Chữ xanh đều là xám hết đấy. Phương Linh. Chữ xanh cho Nguyễn Nga. Đừng có nói em cái độ ấy à, đừng có nói độ ấy của em nữa. Nguyễn Nga này. Cho chị Hà đổ một bộ này. Như hình em loàn quá. Hà đổ này. Như hình rồi còn gấu ta. Như hình rồi còn gấu xám ta. Chị nào lấy gấu xám. Chốt đây này. Rồi cái chị Loan Giang Phong. Rồi ok hết. Gấu hồng. Con này là cái hồng hai. Em sale hết, sắp hết rồi. Sắp hết kho rồi. Sale hết đi du lịch. Đi du lịch. Mai mai đi học là nghỉ hè rồi đó. Nghỉ tên như mấy mùa 2 đi học. Mã gấu hồng 55 đổ về. Sale hết đi du lịch nha. Kiếm tiền đi du lịch nha. Cho nguyên mã gấu sale 55k luôn. Size này chị em mà 55 đổ về là chị em cho ok. Nhìn đẹp chưa? Nhìn đẹp chưa? Chỗ nào bán chị em mình bộ này 55 cao quay đầu. Đi sĩ không được giá này đâu. Tự tin là đi sĩ không bao giờ được giá này. Giá này chuẩn giá tặng này cho nó gọn kho đó. Nha, có được 2 bộ thôi. Lên mã này là mã gấu hồng. Có 2 bộ gấu hồng. Đi luôn chị em mình bộ này. Gấu hồng nhá, chị nào lấy gấu hồng lên gấu hồng. Rồi lên mã dài xám cũng được ok. Dài xám. Tương tác đi nha quý vị. Nha quý vị. Rồi nhá, màu này màu gì màu mặn à. Màu mặn nhá. Màu mặn luôn dùng nguyên size 57. Mặn và size 57 vậy mình nhìn nè. Trong váy dài không còn, trong váy dài hết sạch. Trong váy dài hết sạch rồi. Lên mã mặn.
bộ ngố hả? Bộ ngố còn bộ thung thái thôi, xíu xeo ý, còn mấy bộ chứ mấy, còn chồng chứ mấy. Bộ đùi nha, cái này 57 độ về, lên mã mặn luôn dùng ok nhá. Tặng 55k luôn, mặn tặng 55 nhé, chị nào lấy mặn tặng 55, lên mặn tặng 55 luôn dùng là ok. Bộ ngố có mấy bộ thung thái chỗ gấp thôi, thầy là hết rồi. Lên mã mặn tặng 55 nhé, chị nào lấy mã mặn tặng 55 lên luôn dùng đi. Tại gia đi du lịch biết à, cài cài để đi du lịch. Mẹ kêu đi du lịch biết từ đầu năm đến giờ chưa đi. Đi rồi, đi được chứ chưa được chứ. Thế, mình lấy chị Kim. Lấy chứ. Tại mới đủ tiền đi được chứ. Dạ. Trường Nhiếp đi đi gì á? Đi chi mà? Nhờ. Đi cấp 1, cấp 1 có đi mô. Mặn cái gì Hạnh Nguyễn luôn. Từ lớp 2 đi chứ mấy. Bộ lẫn con từng nay bộ đó hả chị? Ra nghẹp đó, chủ nhật này đi này. Lẫn đó. Mặn cái chị Hạnh Nguyễn luôn. Đi bên lên. Bộ Thái 888 này. Chiếc cái đi là vừa đi. Quần nam lẻ chứ không còn đó chị ạ. Thường nhất cũng chuẩn bị đi chơi đâu á, đi thấy ngủ em không? Hết rồi, ý là lửng em còn có lãng tẻ thôi chứ hết rồi. 1, 2, 3 bộ gấu nè. 2, 3 bộ gấu nè. Gấu lon nhé, hàng này Thái 888 là em đi 95k. Đang sale 95k, hiện tại đang còn 3 bộ. Lên mã gấu lon dùng nguyên nhé. 888 nè, gấu lon nhé. Lên mã này 79k nốt luôn. Còn được 3 bộ gấu thôi. Bộ này là bộ lửng thun thái. Thun thái 888, cái này nhờ tối có màn bộ kiểu giống giống này. Nè, đẹp lắm. Chốt mã này là mã lon dùng nguyên nhé. Sale trẻ mình bộ này 79k. Lon 79 có 3 bộ nhé. Chị nào lấy lon, lên lon dùng nguyên là ok. Cái này giờ rớt mẫu lại thôi. Chiếc trẻ em á, về hàng sẵn mà. Chiếc trẻ em là hàng sẵn. Cái này có 3 bộ, chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã lon à 4 bộ. Lon đỏ xe 79k nhé, chị nào lấy lon đỏ lên lon đỏ. 15 hết rồi. Còn chiếc tam giác chứ. Còn chiếc tam giác thôi. Còn cái set ngố này nhưng mà nhỏ này. Cái quần nó tầm khoảng 50 độ về thôi. Em có up lên trang cá nhân mà chị coi trên trang cá nhân kìa. Em đăng giá, đăng đồ lên ca size số trên trang cá nhân luôn. Cái này em sale luôn trẻ mà 59 cao luôn. Cái này quần ngố nhưng mà quần của nó là tầm 50 độ về thôi, sale 59 cao luôn. Nha, quần ngố ôm áo rộng này. Sale 59 nhá. Lên mã chữ đen sale 59 cao, chị nào lấy chữ đen comment mã chữ đen sale 59 cao luôn dùng là ok. Cái này là toàn bộ là rất lẻ tẻ mẫu lại rồi. Cái này qua mẫu hết rồi. Rồi lấy mã quần trắng luôn dùng là ok. Chữ đen cho chị Kim. 52 độ về. Chị đen đi. 59k. 59k độ về luôn. Nha, lấy mã quần trắng. 59k 52 độ về quần trắng, hàng đẹp cũng dễ mà nó. Nha, chị nào lấy mã quần trắng lên quần trắng 59k. Toàn bộ cái này là có tông tàu này. Lên mã set quần trắng 52 độ về. 52 độ về. Không, chị Nhung Lê không có chị ơi. Chị Nhung Lê không có. Ủa, nó thái đùi à? Thái đùi nè. Thái đùi này bán bao nhiêu là 89 nè. Thế Yến Mary. Yến Mary gì? Cái thái đùi này đang đi 89k đó. Đây vậy em 75k luôn rồi. Tí ra được bộ nào ý rồi. 75k cái bộ này luôn. Sai là chị em để 62 cái độ về. 59k. 59k. Dạ. Ở đâu mà còn mua ra bình này? Hình như là còn bình hồi nãy. Do hôm bữa chị sĩ để cho đỡ chỉ 15. Vì cái tên vô nghe chứ. 15 bình. Xong cuối cùng còn được có 13 bình. À 12 bình, nó để là 2 bình. Thái đồ chị Hiền Liên. Thế còn bình. 20 một con. Còn có 1 chục. Từ 2 chục mà xuống còn có 1 chục bình. Rồi nha, lên mã này. Lên trong mã này là mã G hồng. Tiếp G hồng.
gờ hồng luôn cho Nguyên nhá. Gờ hồng cái này em đi chợ mời máy mới tiền hồi nãy xe bao nhiêu à, lẫn em mới xe bao nhiêu tiền ta? 79k gờ hồng luôn. Đấy. Hàng này hàng 95k đó. Thung Thái 888 nha. Riêng cái áo không là hàng thị trường đang đi 85.000, 89.000 một con rồi. Em đi chợ mình nguyên bộ này 79k lấy mã gờ hồng, lấy 60. Gờ hồng và bàn tay là hết bộ Thung Thái luôn. Gờ hồng và bàn tay nhá. Em sale luôn chị em bộ này 79k siêu rẻ. Hồng cho chị Hạnh Nguyễn. Lấy mã bàn tay hồng size 60. Bàn tay hồng size 60 sale 79k nhá. Chị nào lấy bàn tay lên bàn tay sale hết cho nó sạch kho lẻ tẻ. Đáp bộ này em sale chị em 49k luôn. Sáng vui à. Cái này 52 đổ về thôi. Bộ này 52 đổ về thôi nhá. Size 49k nguyên bộ luôn. Rẻ. Đây. Rẻ quá. Đây mà đắt luôn dùng là ok nhá. Size này chị em 52 đổ về. Size 49k đắt, đơn giản dễ mang, rẻ nữa. Nha, chị nào lấy đắt size 49k lên đắt 49k, con này con cái. Con này nên mua đây nè. Size 50 đổ về quần gối, quần gối này là gối mì tặng 39k luôn. Hàng này bán là nguyệt keo là nguyệt, thấy có mang con này rồi. Có nhiều lắm. Hồi nó mua 59k đúng không? Con này là hàng em bán 59k này, size 39k, size 50. Size 50 nhá. Lên mã ngố, cái này toàn bộ là theo ngố mì, cái này dễ mình biết áo rộng lên. Ngố mì size 39k nhá, chị nào lấy ngố mì. Con này tặng 29 luôn. Hoa cúc, con này tặng 10k đi. Cái này tại vì chị em mình về giặt là nó ra, tại vì cái này là nó ấy màu trắng này. Đáp cho chị Hành Nguyễn. Cái này nó cái bụi vải màu đen nó dính trên này này. Đó, con này lên mã 10 đi. Nhá. Cúc đen. Đáp còn đó. Đáp còn đây mấy bộ này. Lát cho chị bè xù. Đây mã 10. Nha, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Ngố 39 như Nguyễn Minh Tâm. Chị em mình ơi, do cái nào màu trắng mà nó ấy lên cái này bụi vải của nó màu đen á. Lên mã 10. Bỏ ra đi chị, bỏ ra luôn đi chứ không biết. Lên mã 10 luôn dùng nhưng ok chị nào đã có đơn hẳn chút nhá. Rồi lên mã bộ bé. Rồi sửa lấy đi. Bộ này bộ 79k nè. Vì chị Liêu Nguyễn có đơn không? 22. Thôi bỏ cho ai, Lý Nguyễn như đang không có đơn. Những cái gì hàng ấy bỏ cho khách chị Hành Nguyễn. Bỏ cho khách đang có đơn nhá. Cái ông mất công chị em mình có 10k xong phải gom đơn mệt lắm. Cho nguyên cái mã này đi chị em 69k nguyên bộ bát. Bộ này đẹp. Size 2 đổ về bộ có tông tàu, size 69k. Bộ có tông tàu và size 69.000 nhá. Chị nào lấy bộ lên bộ luôn dùng là ok. Chị bảo là chị có đơn. Cái chữ nổi vàng còn hai bộ này, size 39k luôn. Hôm qua mà vừa nhắn tin thì giờ ăn gì còn? Vừa nhắn tin hồi nãy à. Size 39k chữ nổi vàng luôn còn được hai. Chữ nổi vàng còn được hai nhé. Size 55 đổ về. Hàng 39 luôn, chị nào lấy cái mã này lên mã nổi vàng 39k chốt luôn dùng là ok nhé, còn được hai bộ. Xá gọn kho. 39.000 nha. Size 55 đổ về chị em cho ok nhé, nổi vàng. 39.000. Nói chung là mua con áo này không có giá 39.000. Đây chị em mình một bộ 39.000 có được hai bộ. Nổi vàng size 55 đổ về và 39k nhé. Chị nào lấy nổi vàng chốt nổi vàng luôn dùng là ok. Size 39k, đây cái con này nãy còn con. Size 45k trắng, hàng này hàng 69k đó. Con này hàng 69k, xe luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình 45k, xe 62. Xe 62 đổ về nha. Vàng với chị Nga Võ. Lên luôn dùng mã này là mã chữ trắng, xe luôn trẻ mình con này giá. Vàng với chị Hành Nguyễn. Giá 45.000. Nha, lên mã 45k luôn dùng là ok nhé. 45 45.000. Rồi cho nguyên mã khác. Quen chưa? Chưa gửi file cho hẳn. Cái bộ này đi chị em mình 69k luôn. Nè, nồi vàng là chị Lê Thúy. Hàng nó hàng Lanh Hãng mà. Mấy bộ dây bản to nó là Lanh Hãng. Cái gì Thảo Môn. Size 52 55 đổ về 69k bộ này luôn. 49k bộ này, ở lộ 69k sorry. 69k bộ này.
Chị nào lấy bộ vàng, con này dòng đuổi tơ nhá, 69k luôn. Hàng này là hàng hay chạy thị trường hay chạy 85.000. Chứ không quá đắt, nhưng mà 85.000. Chứ không có cái giá hàng này như nhà Nguyên đâu. 69k nhá, chị nào lấy mã 69, chút mã 69k. Comment mã 69k. Này xếp rồi ta. Đi xếp này cưng chưa? Áo dài tay. Áo dài tay, vàng nào đó chị Xuân Thu ơi, vàng bộ hay vàng nào đó. 50-52 đổ về lên mã xếp kem. Vàng bà chị này vàng 69. Vàng nào lên rõ cho em nhá, xếp kem. Vàng bà chị là hết. Sale ông trẻ một xếp này 49k luôn. Coi như là sale cái áo và tặng kèm cái quần. Hàng này hàng mấy? Hàng 1-2 năm phải không? 2 năm đó. Đi 49k luôn, sale 50-52 đổ về. Nha, bộ vàng chị Ngọc Huyền. Trẻ mình phải lên rõ mã nha. Bộ vàng còn không? Bộ vàng nó còn không? Có ở còn cái màu nào, hình như còn màu hồng. Set 49k luôn, size 52. Nói chung là chị em mình mua con áo không, riêng một con áo này là rẻ hơn 49.000 rồi. Set váy đang không có nhé. Không có chị ơi. Rồi lên cho nguyên con này. Đây luôn cho chị em mình là 49k. Đây còn màu xanh. Đây mã 69k. 69k xanh luôn. Ai nói? Kem em hết rồi. Cái này 52-55 độ về. Kem em hết thì chị Phương Huy ơi. Mình nói là siêu rẻ, trên đây siêu rẻ luôn mà. Cái này 52kg, chị nào gọn lấy 55 nhé. Bộ này dòng đuổi tơ nhé. 69k xanh luôn, chị nào không có mã này. Hồi nãy không có vàng thì lên mã này là mã 69k xanh. Mùa này mang cái bộ này siêu mát luôn ấy. Đuổi tơ nha, dòng đuổi tơ nhá, 69k. Lên mã xanh. Bộ vàng hết rồi chị ơi. Kem là cái xác hồi nãy Nguyên xe 49k đó. Chị Hà Nguyên xanh cho chị Phượng Ngô. Xanh cho chị Phượng Ngô. Chị nào lấy xanh còn được 2 set, 3 set xanh nè. 3 set xanh giá lên trẻ mình là 69k luôn. Đuổi tơ nhá. Đuổi tơ, trẻ mình để ý là hàng này là hàng mấy cái màu lạ lạ đó. Từ từ. Hồng luôn. 69k, dòng đuổi tơ nha. Hàng này toàn hàng chạy 85k không à. Xanh cho chị Ngọc Ngọc Huyền luôn. Ok chị Ngọc Huyền. Rồi nhá, lên hồng luôn, dùng nguyên sale 69k luôn. Chị nào lấy hồng sale 69, sale 52 chị nào gọn lên 55 nhá. Nè. Đẹp. Tại vì ấy đóng trong hàng chồng nó đang mở ra nên còn hơi cái này hơi nhăn xíu. Hồng luôn dùng nguyên nhá. Chị Anh Nguyễn. Anh Nguyễn nè. Rồi lên hồng lên xanh luôn dùng nguyên nhá. Còn hai bộ xanh và còn màu hồng. Nha, đây chị em mình bộ này giá 69k luôn gọn không? Hàng 85 đó. Bộ này hàng công ty xe bự, cái này bào bí bông trang vô tư luôn. Xe XL. Con này xe XL đi gửi file cho hắn cái đã chứ quên. Vàng của chị Bách Sù. Vàng chị nói lấy vàng lên vàng luôn. Vàng chị Bách Sù rồi hết rồi. Chụp cái áo cũng được nè. Hay còn từng này con áo nam mà bỏ ra sale luôn nè. Bộ bé xịn nè. Còn được 3 đúng bộ kìa. Cái này cái gì đang đen đen, cái này dùng quần đó. Cái gì mà đen vậy? Quần đó cho em nè. Bộ ngủ đây còn bộ nè. Hồng cho chị Bé Xù kìa. Chị Bé Xù có vàng rồi. Hồng kìa. Hồng đây nè. Đây nè. Cái bộ này chị nào bao bế bông trang vô tư luôn, 65kg vẫn được, hàng công ty nha. Xe bộ này 79k luôn, hàng 199k.
không nói điêu nha, 65kg còn bao cho em cái bộ này được. May của cái này kiểu dạng may baby doll ấy, 67 bộ à. Sao gọn bộ này 79k nha, lên mã công ty luôn dùng ok, to 65kg bạn mang được, cái này size XL nha. Đây mã công ty, cái này nó may nét nàng nạt luôn, từ đường kia mũi chỉ luôn nhá, chốt lên luôn những mã này là mã công ty sale 79k. Chị nào lấy công ty sale 79, bộ này còn bộ à. Bộ này cưng nè. Bộ này cưng à. Size 50, 52 đổ về, lên mã lụa dùng nguyên nhá, sale 69. Lụa bi sale 69. Bộ 79 kia kìa. Lụa bi dùng nguyên nhá, 50, 52 đổ về, sale 69, còn được 2 bộ. Còn được 2 bộ nhá, 50, 52 đổ về, mùa này mang mấy cái bộ này cưng nè. Vừa mát nè, vừa xinh nè. Nha, màu nó cưng. Chốt lên luôn dùng mã này 69k bộ lụa dùng nguyên nhá. Chị nào lấy bộ lụa 69k lên luôn dùng là ok. Đây, cọc này áo nam, tay bự. Cái hàng này size 2X nhưng mà hàng này to lắm. Công ty hết rồi chị thì chính đạo. Hình như ở chỗ cái kệ hàng công ty còn bộ 2 bộ gì đó. Còn bộ 2 bộ. Hàng 125 đó, hàng luôn sale 125 đó, không nói điêu. Áo nam to. Size này đến 75kg. Sale 69 cao luôn. Sale 69 cao luôn, hàng này em trái hàng. Nhưng mà giờ nó kỳ lại lòi ra mấy cái màu không, nói chung là nó không có đều màu á. Cứ màu còn được vài cái đây nè. Size to nhá, size X nhưng mà form này form to, form này 75kg, vô tư luôn. Nha, lên luôn dùng con này 69k. Ít khi nào mà áo nam mà size bự mà nguyên sale, bởi vì áo nam size bự về là không có hàng. Không có hàng bán luôn. Nha, còn được mấy cái lên mã nam to. Sale luôn chị mình con này giá 69k nam to nha, size 75kg, được mấy con size 2X. Nha, lên mã nam 2X luôn dùng là ok, còn được 4 5 con nha nè. 2X nhá. Sale luôn chị mình con này giá lên chị mình là 65k. Cho chị Thúy trên đặng con, chị nào lấy nam to comment lên nam to luôn dùng là ok. Size 65 đây một còn một con trong váy nè. Size S, size 48 đổ về, 50 đổ về chị em cho ok. Còn cái trang váy luôn dùng nguyên nhất size 49. Chân váy S C49, chị nào lấy chân váy S 49 chốt lên luôn dùng là ok. Chân váy S 49 ca. Còn được một cái, chị nào lấy chân váy S 49 lên luôn dùng nguyên nè. Theo hết cho nó sạch kho nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con nè. Cái mã ngay chân huyền, cái mã LV nó cho lên luôn đi, 55 cao luôn đi. Rút cái LV gì chữ dưới luôn nè. Cả chữ dưới cả chữ xe. Nam nữ đều mang được đó chị ơi. Vừa đó nam nữ đều mang được, có size cả nam, cả nam cả nữ, con đó hàng siêu thị. Nha, con đó là hàng siêu thị. Cái bộ này sao nó dài cột cùng cơm. Quần em mang còn. Trời, cái quần nó dài cột cùng cơm luôn. Size đến 60 vô tư nha. Đi 55k luôn. Lên mã LV55. Bộ nó để cho em đây. Ồ, bộ nó đẹp. Áo có cổ của bé chị ơi. Áo có cổ đó là của bé. Rồi cho con mã LV. Cái này đến 60 vô tư luôn. Nguyên bộ đi 55k luôn. Trời ơi. Cái này đến 60, riêng con quần này em nói là dài cột cùng cơm con quần rồi nè. LV chị kiếm thêm đi. Mà đi chị em mình xem 55.000 phát ngang vào luôn. Nha, tặng LV luôn dùng nguyên 55 nhé. Chị nào lấy LV55 lên LV55 luôn dùng là ok. Dài cột cùng cơm cái quần luôn, cái áo thì chắc của nó vừa thôi, không quá dài. Nhưng mà cái quần nó rất là dài. Có 15. LV chị Hạnh Nguyễn luôn. Còn không? Còn bộ đây. Hoa văn luôn hết. Thấy đúng không? Hết LV chị ơi, hết. Đấy, cái màu trên tay, bên tay trái chị cũng lạ kìa. Bộ này sale 49k. Bên mã này là mã xanh. Xanh 52 độ về xanh nhé. Còn bé 22kg đó chị ơi. Xanh 49k luôn, size này 52 độ về. Chị nào lấy xanh lên xanh. Con này dạng có tông dĩa. Có tông dĩa, mùa này mang cái này này. Nhẹ tên luôn. Nha, cho lên mã này là mã xanh 49. Có đấy chị ơi, xanh 49k. Chị nào lấy xanh lên xanh luôn nhỉ. Cái màu cưng này, cái này 52 đổ về thôi. Lên mã đắt nu xe 49k luôn.
Đát nu về em sale luôn chị em mình, bộ này 49k nhé. Size này 52 độ về chị em mình nhìn. Sale xả gọn kho đấy. Sao chị thấy rằng rồi nha, lên mã đát nu luôn dùng là ok nhá. Chị nào lấy đát nu lên đát nu. Sale 49k. À quên lộ, à đúng rồi, đát nu xanh chị thấy trăng chưa vậy? Cái màu xám đó là cái màu dài trong mấy cái màu xám kìa. Cái này là cái màu xám có một đi 55 ca bộ nào luôn. Xám có một nhá, đi 55k, chị nào lấy xám luôn dùng là ok. Dài cột cùng con, mà con này size 60 vô tư luôn. Riêng cái bộ này size 60 vô tư luôn. Nha, lên mã xám, đi trẻ mà 55k xám luôn. Chị nào lấy xám 55, lên xám 55 luôn dùng là ok. Xám 55 nhá, còn được mấy bộ thôi. Đi mã xám 55k, chị nào lấy xám 55, lên xám 55. Bé heo. Rồi nhá, lên mã đậm luôn dùng đi. Cảm thấy cái bộ này nặng trịch tay luôn. Bộ này sale 55k xuống quá này. Lên màu đậm sale 60. 60m rồi này. Màu đậm sale 60. Ủa, size 60. Màu đậm size 60 nhá. Lên mã đậm luôn dùng là ok. Sale 55 luôn. Cái này đi lỗ chị em mình nhá. Bán thông thái với quen tay. Lên mã đậm luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy đậm lên đậm luôn dùng nguyên sale 55. Màu này màu xanh lạ sale 55 luôn. Màu đậm 55. Màu xanh lạ sale 55 luôn. Chị nào lấy xanh lạ lên xanh lạ luôn dùng. Ui cái mã nhũ nó đẹp chưa kìa. Dạ. Hai bồ này. Màu xanh vịt sale 55, à sale 55k và sale 52 đổ về nhé. Lên mã vịt luôn dùng là ok nhé. Chị nào lấy vào xanh, không phải xanh vịt, xanh gì lạ lạ, xanh rêu à. Xanh rêu nhá, sale trẻ là 55 cao luôn, chị nào lấy rêu lên rêu. Sale 55 khền. Cho em cặp bộ hãng, hôm bữa về cái tự nhiên nó là để cắt ra up lên, để cắt chốt mà cuối cùng mà quên, chị bỏ luôn trên nó luôn. Cắt hàng luôn trên nó luôn, cho em cặp thôi. Rồi, lên mã LV, xanh lại thì chị hạnh nghĩ. Size 6, cái này 59k đi. Tiếc quá. Lên mã thỏ xanh sale 59, sale 60. Không phải bộ hành. Rất sai. Lên mã thỏ xanh luôn dùng nguyên 59k luôn dùng. Bộ này đẹp quá. À. Lên mã thỏ xanh nha em, sale trẻ mà 59k. Sale 60. Xanh như chị trang lâm này đang rất rất lại cái kìa. Bán tặng nót luôn. Có ai lấy không? Có chiều cho ai không đi? Không. Anh thấy để chỗ này biết không? Bằng nó. Nhưng có mấy cái rồi. Bên nơi nó ra đó. Trong phòng có một cái nữa rồi. Trong phòng có một cái nữa. Nhưng các bạn dẫn hai cái. Trong phòng có một cái nữa rồi. Lên mã túi bé. Thằng túi bé nhá. Ôi mấy bộ lụa nó lên luôn. Túi bé nhá, đi chạy mình 20k túi bé luôn. Túi bé nha, 20k luôn. Chị nào lấy túi bé 20 lên mã túi bé 20 chọn sạch. Túi bé 20 nhá, chị nào lấy túi bé 20 lên cho em túi bé 20 luôn dùng là ok. Lụa nè. Bộ lụa dài. Ủa? Túi bé cho chị Hiền Phan. Đi hai bộ à, hai bộ luôn. Rồi tặng bộ này luôn. Xe 52 đổ về nhá. Quần dài nhá. Bộ lụa satin. Bộ lụa satin. Ai không nha chị ạ? Không có. Ê cái nó sắp chốt hết rồi. Cái lầm chỗ đó của chị Ti mà. Chị 52 đổ về, cái này có hai bộ tặng 39.000 luôn. Rải chưa? Màu đỏ đô nha. 39 thì nó và size 52 đổ về size M. Có được hai bộ size M nhá. Chị đoạn đi học bình thường chị đi học được. Nhưng mà của chị có không? Có ai đâu? Chị Hiền Phan. Bài tập nhé.
39.000 nắp luôn cái bộ này luôn. Rẻ chưa? Cái này mà không rẻ nữa không biết cái nào rẻ luôn. 52 đổ về thôi cho size M nha, bộ lụa satin. Chị chị Yên Mary. Bộ satin nhá. Không phải là phi bóng đâu, nó là bán 39.000 người ta bán phi bóng. 39.000 người ta bán phi bóng đùi á. Cái này em đi chị em satin nhá. Quần dài nhá, 39.000 rẻ rẻ quá thiệt luôn. Nha, còn một bộ size 39 cao nót, chị nào lấy mã đó lên luôn dùm em. Cái này quần đùi nè. Size 55 đổ về nè. Size 52 đổ về thôi. Bà chỉnh cho chị Lê Thúy. Lên mã đùi nhá. Đùi nha, lên mã đùi 45 cao luôn. Đùi LV nhá, 45 cao và size 52 55. Chị nào gọn lên 55. Khách chốt rồi chị ơi. Chị nào gọn lên 55 nhá. Lên luôn dùng mã này là mã đùi. Đùi 49k đi. 45k đi. Đùi 45 nhá, chị nào lấy đùi 45 lên luôn dùng đi. Đẹp lắm, mấy cái bộ này không thể nào mà đi hàng hàng 3 hàng 4 được, chị cầm cái cọc chứ đó chị. Không thùng. Không thùng cho ra đi. Rồi nha, chị nào lấy đùi lên đùi 45k nát luôn, chị nào lấy đùi 45 lên đùi 45. Rồi tiếp luôn dùng nguyên bo rip đen hàng 59k. 59k bo rip nhá. Cái này chị em mình tầm 55 độ về. Không, túi bán hết rồi hả? Sót lại thôi. Đùi cho chị Hà Nguyên. Bo rip nha. Sale luôn chị em mình con này 49k. Hà này em đang sale 59k đó. Đây mã này là mã bi đen 49k nót luôn. Bi đen 49, chị nào lấy bi đen 49 lên luôn dùng rồi ok. Cái này rẻ quá chị mình. 55. Không quên lột. 55 7 chị nào mà gọn mang ôm body được thì 60 kg chị em tặng mang ok con này luôn. Nha, trong lên mã này là mã mã bi 49. Bo rip nha, bi 49 và bi đen và bi xanh. Còn được hai màu bi đen và bi xanh nè. 49k nót nhé, chị nào lấy bi đen lên bi đen và chị nào lấy bi xanh lên bi xanh. Cái này là bo rip nha chị em mình, đẹp lắm. Cái này chị em mình mang với một cái áo, cái váy váy đen, váy xòe đen là đẹp. Bi đen chị thấy trang không giấu. Còn bi xanh nhé, cái này chị em mình mang một con chân váy xòe màu đen lên là đẹp rồi nha. Rồi lên luôn cho mã này là mã bi xanh còn cái. Chị em mình mang ôm body được thì 60 cái chị em vẫn mang ok. Vì hàng này nó giãn nhiều mà. Nha, cho lên mã bi xanh luôn. Còn bi đen và bi xanh. Con này là mã tàu đen. Con này chắc có tông tàu nhá, size đến 60, size 39 cao luôn. Đây mã tàu đen. Giờ thì áo thun nó cũng rớt mã lại thôi chứ nhập áo thun tàu thì nó cao quá. Em thì mai đi chị em mình 50 mấy nghìn. Bi xanh chốt rồi chị ơi. Bùi. Túi bé em chưa nói giá chị đã chốt rồi. Mà sao không được bà chị Nhung lên. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên bi xanh khách chốt rồi đấy chị nghe. Bi xanh khách chốt rồi. Lên mã này là mã đen luôn dùng nguyên nhá. 39k chị nào lấy đen lên đen luôn dùng là ok. Nha, chốt đen luôn dùng nguyên. Bi đen cho chị Mỹ Trăng Lê Trần. Mỹ Trăng Lê Trần. Chị Mỹ Trần nó cũng lại đúng không? Lấy gì? Bi đen. Bi đen cái này chị Mỹ Trần chốt mà. Đây này chị này chị đây này như thế này rất là mắc công. Chị Nhung Lê lên sau cả đoạn người ta chốt túi mất tiêu rồi nè. Chị Hiền Phan này tới Yến Mary nè, rồi tới bé heo nè, rồi chị Nhung Lê mới lên ba lỗ nè. Để ý cho em nè, chị sau cùng luôn ấy, chị là sau cùng luôn ấy, mắc lòng nha chị nhá. Em khách nào em cũng bán hết ấy. Chị là lên sau cùng luôn. Em chốt theo máy chủ nha, chị thấy nhiều khi thấy có một mình chị comment thôi. Hết bi xanh rồi nhá. Bi đen chị Minh Tâm Trần. Thấy không, em còn lướt lại comment bi đen nữa. Bi đen còn. Nãy mới cầm mấy cái mà. Ở đây nè. Thấy không, em vút lại comment chưa. Cách nào em cũng bán hết á, nhưng mà em chốt theo máy chủ ai lên trước là em chốt trước thôi. Mất thời gian.
Rồi nha, con này em bị chị em nó 39 cao luôn. Con này là kiểu body size, chị em 55 độ về chị em cho ok. 55 độ về nhá. Chị em nhìn cái độ dáng của nó, con này em size chị em 39 cao lắm luôn. Lên mã này là mã nơ đen, 55 độ về thôi. Nơ đen và size 39K body thì là giờ toàn bộ là đi 59K hết rồi. Nơ đen nhá, chị nào lấy nơ đen comment lên nơ đen luôn dùng là ok. Nơ đen có một, chị nào lấy nơ đen lên nơ đen. Bộ thun thái lẫn nè. Sót lại bộ à. Thái lẫn, em còn sót một bộ nhé. Chị nào lấy thái lẫn lên thái lẫn nè. Còn sót một bộ size 55 đổ về. Em sale luôn chị em, bộ này 79 cao luôn. Hàng 95 nhá, 70K luôn đi. Hàng 95K đây nè. Bộ thái luôn dùng nguyên nhá. Thái lẫn chốt mã 70 luôn dùng nguyên nhá. Size này để mang đẹp nhất là 55 đổ về là chị em cho ok nha. Trong nguyên mã này là mã thái lẫn. Đi chị em mình con này giá luôn chị em mình 70K. Bộ thái lẫn 55 đổ về. Cái này hôm bữa mình sale mấy ta? Hai mấy gì nè? Trời ơi. Nè 70 cho chị đằng nha ca. Thằng 25 luôn, cái này bào bí còn bao trang được. Thằng 25 luôn. Dễ thương mà. Cái này ai trắng trắng xíu mốc mốc xương mang đẹp. Cái này đi biển đi đồ vô tư luôn. 52 đổ về là mang ok á. Đây mã tặng 25 cao luôn. Phải tặng 25. Cái này bào bí còn bao trang được. Tay của nó tay bồng phía sau có nơ. Nơ cái này nè. Lên chung nguyên con này tặng 25 luôn. Trời đã quá thể. Tự nhiên không biết ngẫu hứng cái gì vậy bữa hôm bữa. 35 người. Thằng 35 nha. Áo quay lột tặng 25. Chị nào lấy tặng 25 lên tặng 25 luôn nhưng ok. Cái này sót bộ cuối cùng. À bộ này bị lỗi. Bộ này bị lỗi dơ nhưng biết à. Bị chấm chỗ này. Bộ này bị lỗi. Bị dơ xíu nhá. Hàng này hàng 101 nè. 25 cho chị dịch Mary. Con này hàng 101 bị dơ xíu nhé. Cái này chị em về giặt dùng nguyên là ok đi. Chị em 65 nghìn luôn. Bộ này đang rất là đẹp. Bộ này bị dơ xíu nhé. Chị em mình về giặt dùng nguyên nha. Bộ hàng này hàng 101 thì lỗ tẹt luôn á. Cho lên mã này là mã. Cái này form này chị em mình 57, 58 độ về nha. Lên mã 65 bộ này đẹp đó. Nên mua bộ này đi. Chị em mình về giặt xíu là nó ra thôi. Ở trên cái phần này nó bị dơ xíu cái chỗ này thôi. Nhà đi cùng chị em mình 65 nghìn. Chị nào lấy mã 65 lên mã 65 cứ dồn hết cái hồ xong xong 65K chứ là ai cứ chỗ ấy đi rồi hồ xong xong 65 chị kết mùa đông lấy mã bộ bé luôn dùng nguyên nha này nót luôn 20K luôn. Ủa cái này bị dơ xíu rồi, bộ bé này bị dơ rồi lên mã tặng 10K không phải dơ này chị em mình bị giặt là được. Cái 12 tặng 10 bị dơ cái phần mông nè. Chị nào đang có đơn hàng chốt nha, chị nào không có đơn hàng chốt cái mã này. Lên mã 10 10k. Lên mã 10 nhé, chị nào lấy mã 10 lên mã 10. 10 cho chị quyết một đồng. Rồi lên mã nắp bé 79k, 75k luôn. Size 23. Size 23 nhé, 75k luôn. Bộ nắp bé 70 răng mà mình nhìn vô cái màn hình cứ tối thui à. Nhìn vô trong nếu có bị tối không? Trong nguyên nhìn trong màn hình tới thôi luôn ấy. Nhìn à nó ngược đúng không? Do không chỉnh hết độ sáng, do không chỉnh hết ánh sáng. Giờ sáng rồi, do cái ca hồi nãy không chỉnh hết độ sáng, đang nhìn tốt căng luôn. Size 3 bộ này đẹp lắm. Đây chị em mình bộ này 75k luôn. Hàng này hàng 89k nè. Hàng này đang hàng 89k. Bộ này bộ có tông tàu cho bé nhé. Size 3 đổ về. Lên mã nách luôn dùng là ok nhé. Chị em mình bao xinh luôn nha. 10 em hết rồi. Chốt mã bộ bé 75k. Chị nào lấy bộ bé 75 lên. Con này size 39k luôn. Size 15 39k size 15. Những cái bộ mà 7 mấy nghìn mà chị em không chốt tiếp. Không chốt tiếp đấy. 39.000. 39.000 cái bộ này nhé. Nha chị nào lấy cái mã này lên mã bộ 39k. Size này là size 12, 15 là ok. Size 39k nhé. Chị nào lấy bộ 39 lên bộ 39k luôn dùng là ok. Còn một bộ thun thái. Thái lẫn nhé. Lên mã bàn tay. Sale luôn trẻ mình bộ này 79k. Sale nát bộ này 79k nhé. Chị ơi
chị đóng 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 cửa lại vậy. Ê cái bộ bà chỉnh cho chị phùng thì mai cái bộ 79 cả bộ bảy mấy nhìn nó đẹp như thế mà sao khách không chốt phí ta. Thầy bộ nó bộ hàng tám mấy nghìn xong sale sale bảy mấy nghìn mà thấy đứng đơ dồn là chị để đó để em up em được còn màu kia còn nhiều để đó cho em up lên. Lên mã lửng cho Nguyên nhá, thái lửng sale luôn chị em, bộ này 79k luôn. Chị nào lấy thái lửng lên thái lửng cái này dùng thái lửng nha. Còn áo này áo có tông tàu, lên mã tàu vàng tôm lửng con 57 độ vị cho nó 45k luôn, còn được 4 cái. Cái này em còn được 4 cái này. Lên mã này là mã lửng vàng có tông tàu nhé, có tông tàu nha chị em mình nói. Rồi nha, lên luôn chung mã này, mã lửng lửng vàng luôn dùng Nguyên. Sai trẻ mà 57 độ về chị em chắc ok nhé. Em đây luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình sẽ 45k luôn đi. Có tông tàu nha, cái này trẻ mình mới quần lên cao lên đẹp lắm. 45k nhé, 45k nhé. Bộ 79 cái gì bên Tâm Trần. Lửng vàng chị Nga vỏ 45k. Nga vỏ 45. Rồi nhá, chị nào lấy lửng vàng lên lửng vàng và lửng kem luôn. Hết rồi, còn sót được mấy cái nên ra nó cho chị em 45k. Lẫn kem luôn, lẫn kem lẫn vàng. Thì bỏ trong hàng lẻ, cái này nhúng cái phần này đẹp. Lẫn màu kem nhé, 57 độ về. Lẫn vàng cũng 57 độ về. Có tông tàu nhé, hôm nay chạy hàng khô đâu. Ờ, kem đẹp. Nhiều khi chị em mà đi ra ngồi mua 45.000 chỉ được hàng khô thôi. Con này là có tông xước xe 50 nhé. Lẫn vàng chị Minh Tâm Trần cỏ rồi. Thái lẫn vàng, lẫn vàng không chị ơi. Lẫn vàng có 45k thôi. Lẫn vàng 45k thôi. À thái lẫn gì Minh Tâm Trần có rồi. Rồi nhá, con này tặng 29k luôn, size 50 thôi. Tặng 29 đen và size 50. Đó, cái nào nhiều nhiều thì bỏ lên em up cũng được chị. Cái cặp này em lên rồi hả? Cặp đó lên rồi đúng không? Cặp đằng trước mặt Huyền này. Thôi cái nó thôi. Cái nó thôi. Cho qua bên này đi, kéo cái bao này lên xíu nữa. Bộ hãng này còn xả cái màu này đi. Kem. Kem đây này. Những vàng gì Phương Vũ này. Thiên Bảo Lê Hoàng là khách mới hay cũ này? Thiên Bảo Võ Hoàng. Võ Hoàng khách mới hay cũ này? Lên thông tin rồi chốt đơn chị ơi. Lên thông tin chốt đơn còn không em chốt cho khách 29 ngày xuân thì. 29 ngày xuân thì. Chị nói đen đúng không? Ừ. Chị ơi, chị lên thông tin còn không là em chốt cho khách khác nha. Bộ hả? Bộ này hàng 100 mấy nghìn nè. Còn giờ còn mỗi màu, màu này màu hồng cam nhé. Màu hồng cam. Màu hồng cam, bộ hả cho Nguyên nhé. Size 52 đổ về. Bộ này toàn bộ 52 đổ về. Chị lên cả địa chỉ trên live giúp em và cố gắng gom thêm để nhà em chốt đơn nha. Bộ hãng luôn dùng nguyên màu này là màu hồng cam. Chứ phải màu đỏ nha, nhiều khi chị em nhìn màn hình là vô màu đỏ nhưng mà con này là màu hồng cam nhá. Giống dấu hồng đậm ấy. Con áo của nó là áo có tông tàu mix với lại quần của nó là quần thái chéo. Chắc phải thái chéo là hàng giản, hàng xịn ấy. Con này hàng của nó là hàng 470 nghìn một bộ nhưng mà đang còn size 52 độ vậy. Cái này em tặng nó luôn cho chị em mình bộ này luôn. 52 đổ về thôi nhá. Bán tặng cho chị em mình một cọc này với giá lên chị em mình là 69k bộ luôn. Rải giật mình, em nói bộ này rải giật mình luôn. Đi tỉnh thì tranh thủ chút thêm cái gì nhá chị nhá. Để nhà em gom vô đi đơn nhá. Bán tặng luôn, cái này chữ này toàn bộ chữ theo nhưng mà 52 đổ về, bộ này hàng hãng hết khác này. Size 52 đổ về thôi. Màu này là màu hồng đậm nha. Nhớ luôn chứ không là trẻ mình nhìn trên trên màn hình trẻ mình cảm thấy giống như màu đỏ. Không phải màu đỏ nhé. Tặng luôn 69k luôn. Thì nào lấy cái này lên mã bộ, tặng bộ hãng 69k lên luôn dùng là được. Hãng 69 nhá, chốt lên mã hãng 69k luôn dùng còn được cọc. 69k bộ hãng, thì nào lấy bộ hãng lên bộ hãng. Cái này còn 2 bộ, 3 bộ. Size 52. 3 bộ này size 52. Ấy, mấy cái bộ nó cho lên luôn, kéo qua, nè nè. Mấy cái mới lên này sao chị không bỏ lên cho lên luôn? Nè. Hả?
Khiên bảo vỏ hoàn, chị bảo là chốt mấy bộ rồi làm gì có. Nãy giờ mới có một cái đầu tiên mà. Gia đình như còn về cái gì rồi ạ? Xe 52 đổ về nhá, tặng nó 39 cao luôn. Còn được 3 bộ. Còn được 3 bộ. Những cái bộ này mà lên hỏng chút nên tức thiệt luôn. Hàng trăm mấy là 109.000, em xe 109k đấy. Rồi con này con lên luôn cho trẻ mừng luôn. Dạ, nhớ chị Hiền, Phan. Hàng 470.000 cái này về mua tặng cũng sướng. Mua tặng cũng sướng, phải đã lắm. Rồi bộ này xe 49k luôn. 52 đổ về nhá. 39k chứ, sorry, tặng 39 luôn đi. Còn được 3 bộ màu đỏ, hình như em không hợp với màu đỏ hay sao. Cái nào bán màu đỏ đâu. Chị cái chứ. Hãng cho chị Hà Nguyên. Hãng cho chị Hà Nguyên. Màu vàng, màu trắng thì không có hàng bán. Còn màu đỏ là lương luôn. Còn rồi nhá, con này 3 bộ này đi chị em mình 39k luôn. Chị nào lấy bộ 39 lên bộ 39, bộ lăn nhá. Bộ này là bộ lăn. Size này 52 đổ về là chút đẹp. Lan 39k thì nào lấy lan 39 chút lên luôn dùng là ok. Ok chị. Rồi nhá, chị nào lấy chốt. Mấy giờ rồi ta? Lên xíu nữa chứ. Em phát lên xíu nữa, phát lại xíu nữa nhá. Tiêu ít quá. Nhà em tắt em phát lại xíu cho chị em mình nhá. Bóc 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 hàng bên này để cho mà la đó chị ơi, lẽ này bóc lên đưa lên cho em đi. Phát thêm xíu nữa đi. La luôn cái view nè, tốt không lên nổi đâu. Like luôn nhé chị em mình ơi, tốt thề. Chờ em xíu xíu nhé, tương tác xíu dễ mà nhé. Phát lại thêm xíu nữa. Rồi hết cái này lại tải bỏ ra em xem. Cái này thái dài hả? Không, cái này được rồi. Thái dài nè. Thái dài đó. Thái dài nó xem em. Lắc bỏ ra xem đất này. Cái này đắp cái cục nè. Thằng nó đi cát màu nhé. Bất đại với vậy mà nó. Thái dài này hàng 105 nè. Còn được mấy bộ thôi. Em xem gọn nha, tương tác lên xíu nhé. Thái quần dài hàng 105k đây nè. Còn được mấy bộ cát màu luôn. Xem gọn luôn cho chị em mình luôn. 69k nó luôn. 69k luôn. Xe 55 đổ về bộ thun thái quần dài. Xeo gọn luôn chị em mình, bộ này 69k luôn. Cho nó bay luôn đi, còn cứ rớt mẫu lại mẫu. Chứ mùa này người ta không toàn mang quần dài, đợi chứ phải mùa đông á má. Mình mang quần gì đó. Người thì cũng mang quần dài áo khoác cả ngày. Mà bảo là mua mùa đông mang. Xeo 69.000 cái bộ này luôn. Riêng cái áo không có giá 69.000, phát thêm cái like mới rồi nè. Phát thêm cái like mới rồi đó. Được chưa, chị nào lấy mã này lên mã thái dài xeo 69. Xeo 55 đổ về, cái này theo toàn theo hết nè. Lên cho nguyên mã này mã thái dài và tặng 69k nhé. Chị nào lấy thái dài tặng 69. Lên luôn dùng là ok. Bò luôn 69k. Cho Yến Mary, hình như chưa. Của hãng đây nè, của hãng bên này nè. Của hãng bên này nè. Bò xeo 69k luôn, xeo bắt chắc luôn. Còn mấy bộ à, đẩy luôn, lỗ cũng lỗ rồi. Lỗ cũng lỗ rồi, bộ nhá. Bộ dài thái dài luôn. Lên mã bò, xe 55 đổ về chị em cho ok. Một cố mà. Một cốm đó thì Hà Phạm Thị. Hà Phạm Thị đây nè, một cốm đây.
bà nó mảo nó cái lai ở đầu vứt lại anh chàng như thật đấy bà lái phải đâu lên bò cho Nguyên nhá sale luôn chị Hà lê lại màu chí 69k luôn giật mình chưa bò xanh size 55 đổ về nhớ luôn dùng cái này là thun thái nè chứ không phải hàng xổm xổm đâu nha nhưng mà không cái này tầm 55-57 thôi nhưng mà còn cái thứ cái em sale nó luôn không có thương tiếc nữa nhá tiếc hàng giữ lại đó vì đi nhập cái này giá cao lắm tiếc quá nên là giữ lại đó này hùng hết cho chị Hiền Phan lên mã quần beo nha quần beo em nói chưa bao giờ lên được giá này hết ý vì đi sĩ các bạn là đi sĩ đã là cái này đã đạt tiền trăm rồi cái này bị dơ xíu đó nhưng mà không không còn giá nào về ông xã nữa lên mã beo luôn dù nhá cái này 52 đổ về chị em chốt đẹp riêng chị em mình cứ đơn giản là mua những con áo thun thái là toàn bộ người ta đã đi chị em mình 85.000 89.000 riêng một con áo rồi đấy giờ con Nguyên nó xe chị em mình 69k quần dài chị ơi quần em mang là quần dài quần này em thấy chị hỏi nhiều mà không chốt này hồi tối hay tối hôm nào đó em cũng mang cái mã quần tomboy này nè rồi nha lên mã beo luôn dùng Nguyên nhá sale chị em mình 60 hồi nãy giờ sale tới 9k 69k luôn beo nhé chị nào lấy beo 69 lên beo 69k luôn dùng ok nhé beo 69 còn bộ chữ này toàn chữ theo hết nha chị nào lấy beo lên beo size 55 đổ về chị em mình cho ok trời ơi nhìn cam luôn size đến 60 nhé con này đến 60kg lên mã cam luôn dùng Nguyên đến 60kg toàn bộ chữ này là theo hết sale 69k luôn chị nào lấy cam lên cam luôn dùng là ok nhé Nguyên nói là chưa bao giờ mà thung thái đi chị em mình được giá này riêng các bộ đùi cũng không đi giá này được beo luôn. Cho chị Thu Hà bộ đùi cũng không có cái giá 69.000 luôn lên mã cam luôn dùng Nguyên nhé chị nào lấy cam lên cam sale gọn 69k luôn không có thương tiếc nữa tiếc hàng cái gì để lại á rất rất mẫu kìa lên cho Nguyên mã này là mã cam sale 69k nó cùng kiểu hết ấy quên lộn cùng kiểu nhưng mà khác cái bảng đai thôi sale gọn 69k luôn cam cho chị Phương Vũ rồi lên mã bò đen xả hết bò đen luôn sale 69k luôn không tiếc nữa nha bò đen này size 55 đổ về chị em chúc ok hết beo rồi chị Phương Vũ 55 đổ về nhá chị nào lấy bò đen lên bò đen quần dai thôi bản là quần dai mà đi giá này tại em quá bò đen nhá hết cam rồi chị Hà bò đen lên gọn luôn chị em mình là cái bộ nó bỏ ra sale luôn đi vô có một bộ cắt chi trên đó nữa hết rồi mấy mỏ nó hết rồi bò đen nhớ luôn dùng nguyên con này em đang đi chị em mình là thun thái nha bò chứ chị Trần luôn. Còn một bò đen nữa nè sale gọn 69k luôn nguyên nó đi sĩ không bao giờ ra được giá này hết cái này em không ấy em mà em nói deal là em không bán hàng nữa luôn toàn bộ hàng này chị em mình thấy để ý nếu như mà hàng mà không giá không sale á thì là đã rơi vào 150-180 một bộ thun thái này rồi chắc đã lắm rồi còn một bộ bò đen nữa nha chị nào lấy bò đen còn một bộ bò đen sale luôn chị em mình bộ này giá lên chị em mình là 69k bò đen luôn còn một bộ bò đen nhé đùi nó cưng chưa cả cái thương này chị lít ngang lít dọc sao bao chị Thu Hà có rồi lên mã hồng trời ơi theo đã lắm hồng nhá theo nhá chị nào lấy hồng lên hồng quần của nó lại quần ống bo size 60 cũng được size 60 cũng ok theo toàn bộ hết áo theo quần theo lên mã hồng sale đằng 69k luôn chị nào lấy cái này lên mã hồng sale 69k rẻ quá trẻ mình quá rẻ luôn hàng này mai xịn sò mấy tỷ luôn con bộ thôi giờ rớt thảo lạng cái con bộ thôi chị nào lấy cái này lên mã hồng luôn dùng nhé nhỏ nhỏ em ơi hồng như chị Hiền Trần bò hồng luôn cái này 55 đổ về chị em chốt đẹp ấy nha lên mã bò hồng luôn dùng là ok nhé sale chị em 69k luôn sale 55 đổ về là chị em chốt đẹp cô Thu những cái mã này cô Thu không vừa đâu cô Thu ơi bò hồng nhá chị nào lấy bò hồng lên bò hồng luôn dùng đi sale 69k hồng cho chị Phạm Thị bò hồng nhá chị nào lấy bò hồng lên mã bò hồng luôn dùng là ok chị Phạm Thị là bò hồng đúng không bò hồng hoa hồng luôn lẫn luôn dùng Nguyên nhá xe 55 đổ về lẫn hoa sale 65 cao bộ thái không á bộ này toàn bộ thun thái thôi
lên mã lửng hoa luôn chồng yêu là ok nhá, xe trẻ 65k luôn. Bò hồng đây còn bộ này, bò hồng còn bộ này 55 đổ về bộ tung thái. Hoa cho chị Thủy Trinh đầu lên mã bò hồng nhỏ thêm bức vô đây xả đúng không, phải không? Tên gì đó? Tên gì đó? Xả đơn mà chốt. Cảm ơn rất rất. Ai đi mua hàng lai, ai mua kiểu đó mà chờ để mà rảnh để mà mua. Bước vào đây. Mua hàng mà cứ cái kiểu là chờ để khi nào rảnh coi, nhà em không phục vụ kiểu đó. Em nói trước cho chị Hà Lê. Bước vào đây coi ai đó. Hà Lê Trường Trinh. Mua hàng mà cứ chờ đợi khi nào rảnh thì coi like chút đơn, ai đi phục vụ chị em mình. Cho những chị đó kiểu đó. 55 đổ về. Xả hết gì? Đóng ngay hết thằng xả đó à? Gửi lại cái tay đi kìa. Để đó cho tôi. Cái này mới đây gì nè? Mới vừa điện đây đúng không? Đang chốt đây. Để ra hắn cho em từ để tự nhiên cái nói chốt xả đơn thế là Thanh Nguyễn à. Không lý do gì hết à. Rồi lên cho Nguyên Hồng. Hồng đen. Hồng cái gì Nhung Lê. Nhắc lại một lần nữa nha, em nhà em không phục vụ theo kiểu chờ chị em mình chốt đơn để đủ đơn, để khi nào rảnh coi like chốt đơn, nhà em không phục vụ được kiểu đó. Nên là chị em mình xác định ok thì chốt nha, ví dụ không có thời gian mua một cái để người ta đi đơn. Chứ sao mua cái xả là nhà em không chốt đơn nữa nhá, em nói trước luôn. Rồi lên bò luôn, dùng size 60. Bò size 60 nhá. 69k bò luôn, chị nào lấy bò size 60 lên bò size 60, bò trắng size 60 và em đi luôn cho chị em mình là 69k luôn, xả nó 69k luôn. Chị nào lấy bò lên bò luôn dùng là ok nhé. Xả nó 69 nha. Chị nào lấy bò xanh lên bò xanh luôn dùng là ok. À quên lộn luôn, bò trắng. Như chị Ánh Tiếp Đặng là em cũng không chốt đơn nữa nè. Em thiệt luôn, em nói rõ ràng luôn. Cứ mua một cái xong cái để gom xong cái là xả. Hôm bữa mua một cái quần riêng. Bò cho chị Hiền Liên. Quần 95.000. Em biết là khách cũ nhưng mà không khách cũ khách mới gì em cũng như thế hết. Còn để ra để cho gom xong đơn sau. Thôi thả ra đi em, mà trong khi người ta đã để cho gom mình gom chứ không phải là nói xong là đi đơn luôn. Đây là chị xong. Hà Đố. Bò còn với nó kìa. Bò hồng, bò rớt. Bò vàng luôn dùng Nguyên nhé. Đẹp chứ, cái nào quần màu vàng luôn. Bò vàng luôn dùng Nguyên nhé. Sáng hết rồi chị Nhung Lê. Chị nào lấy bò vàng, chút bò vàng luôn dùng là ok nhé. Tới 55 đổ về chị em chút đẹp. Hết xanh chị Anh Lê. Hoa xe 65k luôn. Cái đơn nó bức ra hoa hồng luôn nhé. Xe 65k luôn xung thái, xe này 55 đổ về. Bò vàng với chị Yển Sơn. 55 đổ về thôi nhé, xe 65k luôn. Xe 65k luôn, bò xanh đang còn. Chị Châu có đơn không, chị kêu sao không xíu cho chị kìa. Hoa hồng cho chị Anna Lê. Đùi chắc hết rồi chị ơi. Hoa hồng em hết rồi. Trong nó tung thái là tấm ra hết chứ chị. Con Nguyệt ơi. Bò xanh tới 55 đổ về hết.
chưa? Còn tim, còn bông, còn hoa chi vứt hết ra cho em đi. Sao hết? Mất mặt hết đó. Hoa hết rồi. Lên mã này là mã bò hồng. À quên lộn, bò xanh liệu. Bữa mua hai bộ vải mang xứ rồi. Thun Thái thì mang xứ rồi. Hoa hồng hết rồi. Thun Thái rồi, dạ mình khỏi phải lăn tăn nữa. Chị ý hồi nãy chị nào bò trắng? Mời chị, mời bò trắng là chị Hiền Liếm có rồi. Bò trắng còn con nè. Bò xanh Thúy Trăng nè. 55. Nói chung là em chốt tại vì cái quần này đó, cái áo này là áo phủ mông với quần luôn. Trẻ mình mang được con. Mang được ôm ấy, tại vì hàng này nó giãn mà. Giãn vô tư này mà em chốt 55 cho nó thông thả đó. Trong lên mã này là mã bò trắng còn bộ nè. Nha, bò trắng còn bộ đi 69 cao luôn. Trẻ mình hay thấy là thái quần dài là em đang đi là 95.000, áo quần lộn 105.000 hết. Em không có nói điêu. Nhưng mà giờ cứ rớt mẫu lại một cái. Tuân lửng hồi nãy còn có máy cát lên rồi. Ủa ra hả? Giờ mới phát hiện à? Không quá. Còn thì đóng lại. Bộ này cưng nè. Bộ này cưng nè, dạ mình mua về cho bé cũng sướng luôn. Nè, quay cho dạ mình nét cái bộ Thun Thái này. Nếu như mà hàng không sale là đã rơi vào 100 mấy nghìn, 150, 180 nghìn một bộ rồi. Lấy mã bò vàng dùng nguyên á, bộ này cưng nè. Bò vàng nha, sale luôn, chạy 69 cao luôn. Không ưa mang quần dài, nó không ưa mang quần dài cắt ngắn, cắt đùi mang cũng sướng. Chứ rẻ quá. 69 cao bộ nha. Thì nào lấy bộ bò vàng, lên bộ bò vàng luôn dùng nguyên. Nha, bò vàng. Chị nào lấy bò vàng, comment lên bò vàng. Bò vàng với chị Thủy Trinh Đào. Lấy bộ lửng này, sale nó 65 cao luôn. Lấy mã tim luôn dùng nguyên nha. Chốt mã tim luôn dùng nguyên. Sale 55 đổ về. Tim 65. Tim 65k nha, chị nào lấy tim lên tim luôn luôn, ok. Bộ này toàn là Thun Thái hết nha. Nói nhắc lại luôn. Bò vàng hết rồi. Toàn bộ là Thun Thái. Bộ Thun Thái lửng là em đang đi trẻ mình là 95.000. Đùi là em đi luôn trẻ mình là 89.000. Và dài là em đi 105.000. Giờ là những cái bộ rớt mẫu lại là em sale. Lên trong nguyên mã này là mã tim. Bò vàng em hết rồi. Tim cho chị Phương Bella. Tim đen nữa nè. Thái nói thật sự em cọc tiền khá là lâu rồi không có hàng. Được đợt hàng hôm bữa được mấy nghìn hàng xong. Vèo cái là hết. Xong, giờ còn rất mão lại cái gái tới giờ vẫn chưa có hàng luôn. Tim đen luôn dù nhá, 55 đổ về. Sale 65 cao luôn, tim đen nhá, sale 65 luôn. Chị nào lấy tim đen, sale 65 lên luôn dù là ok. Tim đen và sale 65.000. Vương Bella ghẻ lấy. Tim đen sale 65 nhá. Thì coi cái like vô đó. Mới. Còn tim nè. Còn tim nè, chị Hương Nguyễn lấy tim gì? Tim đen, tim đỏ. Ưa cái tim quả tim màu gì? Chị Kim Quỷ là tim chi? Ưa tim màu gì, có tim màu đó, tim màu đen và tim màu đỏ. Xe 55 đổ về là chốt ok. Tim đen chị Thu Hà. Đen đông người. 125k lão nắng lánh. Còn tim đỏ nha. Xe 55 đổ về, cái này là Thun Thái. Nhớ là Thun Thái. Mình là Thun Thái, giờ là đặc sản rồi. Không cần phải nói nhiều nha. Trong lo thì kiếm quý. Bò này bò biến sắc, đủ thứ màu hết. Bình thường bò màu bò, giờ bò màu đỏ, bò màu trắng, bò màu đen. Đỏ đen cũng lấy hết, đã hết rồi. Nên màu em chẳng biết lấy bằng gì. Trời ơi, lấy mã beo. Bò đỏ, bò màu đỏ. Chị nào lấy bò đỏ, lên bò đỏ luôn dùng đi. Vải nó mướt mượt mượt. Cứ riêng cái con áo không, chị em mình đi ra ngồi mua Thun Thái áo không có giá này. Đỏ đen khách chốt rồi nha. Lấy mã đỏ, bò đỏ cái này toàn theo. Bò đỏ toàn theo. Chị nào lấy bò đỏ toàn theo hết. Cam nè, ui ui. Bò đỏ cho chị Thu Hà. Ui ui, cam. Nhưng mà 55 đổ về thôi. Cam này 55 đổ về, toàn bộ là chữ theo. Thế. Bò lửng là xe 65 cao luôn đi. Lên cái này 55 đổ về nhá, lên mã cam dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cam 55 đổ về là chốt ok.
teo luôn. Có chị Hương Nguyễn không được cái gì luôn á. Chưa Nguyễn, mạng chậm quá chị Hương Nguyễn ơi. Cái người ta chốt rồi chị mới lên comment không biết. Rồi lên mã cam luôn chị Nguyên. Cam nha, cam dài xe 69. Cam cho chị Nguyệt thì Thanh Vinh. Rồi nhá, đây cái nữa này. Lên mã quần đen, cái này form nhỏ tới 52 độ về. Lên mã cam 52 đi. Chốt mã cam 52 và sale cho chị em mình là 69k cam 52. 69k cam 52 nhé, chị nào lấy mã cam 52 chốt cam 52 luôn Dùng Nguyên. Rồi nhá, lên mã hoa trà màu đen, cái này 52 đổ về quần không bo. Cam cho chị Hà Nguyên 115.000 nên. Sale nói chị em mình 69k luôn đi cho nó bay. Lên mã trà đen 52 đổ về nhá. Hoa trà màu đen theo hết nha. Size 52 đổ về. Sale 69k hoa trà luôn, quần dài không bo. Hoa trà màu đen và sale 69k toàn, cái này là theo hết thì dạ mà sale 69k luôn. Nha, cho lên mã này là mã hoa trà màu đen. Hoa trà màu đen sale 69k luôn. Hàng 115.000 đấy. Hoa trà màu trắng. Nha, một cái thôi. Theo hết. Giờ màu có một cái thôi. Toàn theo hết nhá, theo LV này. Size 52 đổ về. Quần ống bo nhá. Cái này ông Nguyên xếp mà đi 69k làm sao đi ba, làm sao đi đâu mua được. Nha, chốt mã trà trắng hàng này hot girl là bán 135.000 một set. Hot girl bán 135.000 một set. Đây mã trà trắng. Ôi có tim này, tim này, tim cho chị gì đấy? Cho chị trà cho chị Hương Nguyễn. Chị đây nè, chị Hương Nguyễn nè. Tim nè. Tim cho chị Hương Nguyễn đi. Tim đen chị Hương Nguyễn. Tim cam luôn, 65k size 55 độ về. Trong mã tim cam đi chị em nè. Tim cam size 65 độ về chút đẹp. Hai bộ. Tim cam nha. Size 55 độ về, size 65 luôn bộ thun thái. Bộ này là chất của nó là thun thẻ nha. Thun thái, thun thái, thun thái. Rồi đây là bộ hết đúng không? Bộ thái luôn. Cái này thái đùi nè. Trà trắng gì vậy? Trà trắng chút chưa? Trà trắng chút rồi đúng không? Cái này cứ đầu là trà đen à. Chị Nguyễn Hồ chưa có đơn. Thái đùi nè. Cái này phong 60 nhé. Còn được bộ à. Đây luôn trẻ mình 65 cao luôn. Thái đùi nha. Đây cho Nguyên mã đùi. Đây mã đùi xanh, thun thái luôn. Sale 65k luôn. Đùi xanh size 60 nhá. Chị nào lấy đùi xanh lên đùi xanh cho Nguyên. Size 60, sale trẻ mình 65k. Trời ơi cái bộ này. Đây mã chữ đen luôn dùng là ok nhá. Bộ này cân quá. Đây mã chữ đen nhá. Còn hai bộ này size 60 hết. Đây luôn trẻ mình 65k. Nha, lên mã 65 luôn dùng Nguyên là được. Còn được hai bộ. Cũ chị em mình nè. Áo trắng nắng bé em hết rồi. Chị em mình chuyển qua cái like mới nhá. Nha chị em mình qua cái like mới, em tắt cái like cũ nha. Em like một xíu nữa nhé. Cái like một xíu nữa nhé. 3 giờ kém like luôn tối ngưng nha. Sale luôn tối ngưng nhá.